Nào đây người. Anh em thay thử lại quần áo xem mà thay được chưa nhỉ? Thay quần áo thường ấy, thay lại quần áo thường ấy mà. Ôi ơi. Ôi mẹ, giọng thằng nào to thế? Chưa được. Có cái ai có cái cổ họng dã man đấy, ai có cái cổ họng dã man đấy. Có thứ cơ. Chưa được sếp ơi. Ôi ơi. Thằng nào đây? Thằng nào ấy? Em Tứ ạ. Tứ à? Bị Covid anh ơi. Covid anh mày chỉnh lại đầu mic đi. Cổ họng dã cả man thật. Cũng thay. Sếp ơi, em thay được đồng phục thường rồi này. Sao sếp có bộ xịn đấy ạ? Thì tao là sếp. Của em bọn em trông giống với thằng bán bảo hiểm ấy. Mày nhân viên văn phòng còn đéo gì nữa, đúng còn gì nữa. Anh Kiên hôm nay có đi làm không nhỉ? Không. Kiên lại nghỉ làm anh ạ. Anh Kiên lại nghỉ làm rồi. Hôm trước báo cáo với sếp là em biên chế xe tải nhưng phải chạy tăng ca của anh Kiên. Anh Kiên dạo này là thái độ làm việc là rất là lồi lõm nhá. Hôm trước thì làm mất xe ở công ty. Cách thì phản ánh là làm việc thiếu khoa học. Sếp góp ý thì lại bảo là thấy thiếu khoa học ở chỗ nào. Nhưng mà tôi đang chưa biết là xử lý cái vấn đề của anh Kiên như này. Hôm trước thì tôi có bảo anh Kiên là đi ra ngoài tạp hóa thì mua sấp giấy A4 về để viết cái bảng tường trình cho tôi lý do tại sao mất xe. Anh Kiên anh cũng không viết, xong anh nghỉ không lý do 2 hôm nay rồi. Ồ chẳng để thưa. Em nghĩ là dỗ anh cái tóc cái này sếp phải làm căng thế ạ. Về cái tác phong và cái thái độ làm việc như là không được. Đúng. Tôi làm căng là em học theo đấy. Tôi đang muốn là điều anh Kiên sang bộ phận xe tải để cho anh ấy vất vả một tí. Chắc là làm taxi nhàn quá nên là anh ấy... Xe tải tụi em đang làm việc rất là tốt nhá. Vấn đề xe tải thì hiện tại thì điều chỉnh lại một tí. Xe tải thì bây giờ tại vì mọi người thu nhiều quá và mọi người thu số lượng lặt vặt ấy, cái gì ai cũng thu được cho nên là nó đã ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố. Mọi người dân bây giờ là cứ đứng ở trên bãi làm, xong rồi có xe tải người ta bơm cuốc tận mồm, thức ăn tận mồm thì ai đi về thành phố nữa làm gì? Thế là thành phố chết mỗi người một góc à? Đề nghị các anh là làm chậm lại và có giờ thu có số lượng. Ví dụ như là đá vụn hay là gỗ các anh thu ví dụ 100 cây các anh mới thu một lần nữa thôi. Các anh cứ thu như thế này thì dân người ta cứ đứng yên một chỗ, taxi cũng ít việc làm. Vừa làm chậm cái tương tác của thành phố mà vừa làm đẩy nhanh cái quá trình mọi người giàu lên. Mặc dù là lợi nhuận kiếm ra cho công ty là nhiều đấy, nhưng mà cái đấy không phải là cái quan trọng. Cái quan trọng là thành phố phải chững lại một tí. Đúng. Thứ hai nữa là việc các anh lái taxi là dạo này đi rất là ẩu. Tình trạng chặt chém khách là vẫn còn xảy ra. Người ta phản ánh rất là nhiều. Bên tôi vừa đầu tư tiền để viết app rồi. Sắp tới các anh mà hết 1 sao các anh cẩn thận đấy. Các anh ngồi ghế nóng hết đấy. Anh thì quay lưng lại kia, tôi nói vào lưng anh à? Nhỏ quá sếp ơi. Anh này anh này là nếu như mà tính mà cái tình trạng đi xe ẩu thì anh cũng đứng đầu công ty đấy, chả ai vượt được anh đâu. Ôi kìa, em báo cáo với sếp nhá, là chiều này em đi làm cái xe biển số 111 bị hư rồi, em phải bỏ tiền túi ra 2.500 để mà sửa xe, bây giờ em cần lấy lại sếp ạ. Anh đi ẩu xe công ty bàn giao cho anh thì xe hỏng là việc của anh chứ không phải việc của công ty nữa đâu. Anh định đòi lại tiền là hay tôi phải mang đi sửa cho anh? Ơ kìa, cái trước khi mà em nhận ca là cái xe đó hư trước rồi sếp ơi. Ai làm chứng vấn đề đấy? Có cam hành trình trên xe ghi lại sếp ạ. Anh đi lấy cam về tôi xem nào. Có là thôi coi như không có nói gì sếp ơi, bỏ đi. Không sếp ơi, em báo cáo này, anh Khoa, cái xe đấy là lúc sáng tôi có chạy thì có một anh mang cây cỏ lên xe thành ra làm hỏng xe ấy. Thì anh có bồi thường 1.000 rồi thì cái tiền đấy về công ty rồi đấy thì em báo cáo với sếp như thế. Ê, anh xách vali sang công ty khác luôn à? Đồ của em tí em về thăm vợ con sếp ơi, lâu rồi chưa về thăm sếp này sao nhỉ? Bây giờ tí các anh lấy xe ra, xong rồi là mang hết 5 cái xe, 7 cái xe đi ra chỗ sửa xe, sửa hết đi. Chi phí bao nhiêu thì công ty chịu. Sau đấy là từ ngày mai các anh vào máy tính lấy tình trạng xe nhà các anh chấm công lại đầy đủ cho tôi. Rồi đến khi hết ca làm việc các anh rửa xe, sửa xe sạch sẽ, sau đấy giao lại ca. Giờ ca thì mọi người có rồi, điền vào trong cái file ấy là tình trạng xe như nào, đã sửa xong giao ca lại cho người khác. Thế mới quản lý được, chứ bây giờ cứ ông nào cũng cầm xe ra xong rồi đâm nát hết xong về đổ lỗi cho nhau, thế thì ai chịu? Công ty lại chịu à? Tiền đâu ra mà chịu lắm thế. Anh lái taxi các anh được tip nhiều hả mẹ đi, chẳng qua các anh đứt túi chứ. Ôi lại gì? Tip đâu? Tip mà ghi vào công ty hết đi. Sếp ăn uống cho nó hạ hỏa. Ôi nhổ răng khôn tôi không ăn được. Ôi sếp ăn uống cho hạ hỏa. Mà công ty của mình từ khi hoạt động tới giờ cũng chưa cúng kiến gì hết, em thấy nó cũng xui xui đấy sếp à. Anh đi mua đồ cúng đi. Em thấy ở trên miếu trên kia cúng linh lắm. Miếu ơi đã làm xong đâu. Nhưng mà chiều thằng Linh đã báo với em rồi đó. À thế à, thế anh cũng cắt cao số nặng đấy nhở, anh đi làm thầy đi, anh lái taxi làm gì? Lái taxi đam mê anh ơi. Chuyện đi lễ ấy, thì sắp tới sẽ có ngày cụ thể. Thì công ty sẽ tổ chức một tuần đi lễ một lần. Các anh cũng phải chuẩn bị đồ cúng, xong rồi trang phục cũng phải gọn gàng, đi lễ là phải thành tâm. Đấy thì tôi sẽ báo với cả các anh sau. Ok. Còn vấn đề gì nữa không nhỉ? Đây tôi sẽ ra tôi điền cái form trước để cho các anh lấy đấy làm mẫu. Xong rồi các anh lấy xe đi sửa đi, xong rồi đi làm việc đi, không có ai chạy. À còn vấn đề nữa, ông nào chưa có bằng thì đi thi bằng đi nhá. Ông nào lại còn viết tin cót đây này, ỏn bị xước ỏ thân và giàu xe. Ông Mohamed mà ông viết cái kiểu gì ấy? Dạ em chưa ai cập xem ơi, chưa ai cập. Để mai em cập nhật sau. Sao lại cái tình trạng xe 33905 lại xe mượt nhưng mà mất một cánh cửa đằng sau rồi như nào? Là động cơ mượt nhưng mà mất cửa thôi anh ạ. À xe đó là của em chạy thì có một anh khách tên là Tiến Biệp anh ạ. Anh ấy tự nhiên đánh một cái anh nào trên đường ấy, xong rồi hai anh ba chạm nhau đạp sau gãy cửa em luôn. Anh không bắt đền. Chú đền không đền. Có ông Forder kìa. Forder. Forder. Tôi viết một cái mẫu lần sau các anh cứ làm thế mà làm nhá. Cái phần mềm iCode mà trông nó thô sơ thế các mọi người nhỉ? Anh code được thì anh code cho cao cấp lên đấy. Giá cảm ơn thật đấy. Nãy sếp đi làm không ăn cơm ra quạo thế. Lấy cho sếp mày cái bánh này mà. Dùng mình Word Excel luôn. Sếp ơi, kiểm tra tình trạng động cơ các thứ thân vỏ ở đâu ạ? Này. Cái lúc là giấy ra nó hiện ở đấy cơ mà. Anh không nhìn thấy à? Có không anh? Mắt anh kém thế làm sao lái được taxi nhỉ? Ôi giời. Bởi vậy mới hỏng 3 chiếc đó anh. Hôm qua công ty đi liên hoan có thằng nào tranh mic của sếp không đấy? Không biết anh tính thế nhở? Ừ. Có anh gì anh Kiên gì đấy đấy. Anh Kiên đó, Kiên chạy đi sếp á. Anh Kiên rồi. Sao anh Kiên à? Xong hôm nay anh Kiên không đi làm trốn nữa nên là bực rồi đúng rồi. Trốn 2 ngày rồi dã man thật. Hôm qua thấy hát chung gì bài nào với sếp mà thấy hát tiếng to hơn hay sao ấy. Anh nhìn cái form nhá. Lần sau các anh cứ copy và các anh sửa đúng cái form này cho tôi. Cứ kết thúc một ngày làm việc thì để cái gạch ở bên dưới để chúng ta biết chốt ngày, thì đến cuối ngày tôi vào một cái bắt đầu một ngày mới thì tôi sẽ xem tổng kết lại những cái ngày cũ. Đã xin việc ngồi đây cả ngày rồi, đợi sếp. Ôi làm gì đây? Chào anh, em qua đây để xin việc ạ. Xin việc vào bộ phận nào? Em chào anh ạ, em cũng xin việc ạ. Chị giọng cứng nhờ, chị xin vào làm sếp à? Dạ không ạ, em mới xin vào làm nhân viên thôi ạ. Chị làm được mảng nào? Em có kinh nghiệm khoảng vài tháng làm bên khâu vận chuyển phân phát đồ rồi shipper rồi anh. Giờ anh tuyển, anh có tuyển em không ạ? Công ty mở được 3 ngày là mấy tháng. Chị nhìn một vòng xem mà chị thấy công ty tôi có ai là nữ không? Thì không có ai là nữ thì cũng có người đầu tiên là nữ được mà anh. Thế công ty tôi, công ty vận tải vô lý. Chị xem tên chưa? Thì bây giờ anh lại chê tôi gọi là không có sức khỏe giống như các đàn anh của đàn ông các anh chứ gì. Không phải. Vấn đề là chị công ty chúng tôi là một là công ty vận tải, hai là công ty nghe chửi. Hôm nào bọn tôi cũng chửi nhau một trận. Chị con gái con đứa chị vào chị làm sao chịu được áp lực. Anh thế thì anh lại đánh giá hơi thấp tôi rồi. À thế là ok. Thế phải áp lực thì mới có kim cương anh ạ. Thế còn anh này vào rửa bát à? Ở dưới quê em có kinh nghiệm chạy xe cũng 1.000 giờ ạ. Đến hơn 1.000 giờ là như thế nào nhỉ? Tụi tôi tính bằng năm chứ tính bằng giờ đâu nhỉ? Tính người ta tính km chứ anh. Giờ nếu như mà chạy xe bên tôi chỉ thiếu ca đêm làm việc từ 4 giờ sáng, anh chị có ai làm được không? Chạy xe là về vấn đề xe taxi hay là xe gì anh? Tôi còn thiếu một xe tải và một xe taxi, nhưng mà hiện tại cái hồ sơ apply của công ty nó đang nhiều quá. Sếp ơi, thì em nói là thật ra bên vận tải tụi em mà thật ra đang thiếu một ít ở ca tối anh ạ. Anh Tứ đâu nhỉ? Quá không đấy ạ. Tứ đánh giá tình hình nhân viên ca sáng cho tôi cái. Tình hình ca sáng thì taxi thì có vẻ thiếu người ạ. Còn bên xe vận tải thì em không biết ạ. Thế cái anh thì có mỗi mình em tại tôi có thể chạy tăng ca hộ. Em thì thời gian làm việc cũng linh hoạt được ạ. Linh hoạt em cũng thế. Anh linh hoạt như nào? Tức là một ngày thay vì 24 tiếng anh linh hoạt lên được 30 tiếng à? Anh như nào? Tức là cái thời gian nào em cũng có thể đảm bảo được công việc của mình đấy. Anh à? Giờ phải cần cũ nhỉ? Thế còn chị này thì chị làm được giờ nào? Giờ nào mà sếp phân chia việc được cho em thì em có thể làm được ca 4 đến 6 tiếng trên một ngày. Wow, 4 đến 6 tiếng một ngày à? 4 tiếng làm việc và 2 tiếng nghe chửi. Kìa. Sếp chưa coi em làm việc như nào mà sếp đã muốn chửi em rồi, làm sao ấy nhỉ? Không thể nào chấp nhận được. Và bây giờ bên công ty tôi còn mỗi slot lái taxi buổi sáng thôi. Mà nếu như mà bây giờ có 2 người rồi thì đi vào đây. Rồi sao? Gây nóng rồi. Sếp ơi, sếp này, ông nào này? Anh Kiên vô thầy ơi. Dạ. Đi. Sếp ơi. Anh Kiên vô, anh Kiên à, tí tôi làm việc với anh Kiên sau. Gọi anh Kiên vào đây hộ tôi cái. Đây, mời anh chị ngồi ghế này. Đề nghị trước khi ngồi lên ghế là ăn uống đầy đủ nhá, đừng như em. Lùi lại ngay lập tức đấy. Nhắc mới nhớ ăn à. Anh nha, chị ngồi đấy đợi tôi tí. Vâng. Vâng ạ. À mày thằng nào đưa tao một đống bánh hết hạn thế này. Sếp cứ vứt xuống đây em đi, em vứt ra cho sếp ơi. Vứt xuống đất. Các anh phải chú ý giữ gìn vệ sinh nhé. Tôi thấy có anh đưa tôi cái bánh từ tận ngày 3 tháng 8 mà các anh giữ tận bây giờ thối hoắc lên cả mà các anh cũng cầm được. Anh nào ấy? Như lúc nãy anh Chu Tùng đưa bánh cho sếp thì sao? Ok, đưa anh sếp ăn luôn mà, sếp đưa ăn luôn mà. Anh làm sao nhỉ? Làm gì tôi luôn. Sếp đưa đây em đi vứt rác con sếp ơi. Khoa học nghe vui thế nhỉ? Này tao nào muốn chạy xe sếp đây. Mới đây đám cưới gì? Cưới ai đấy? Cưới ai đấy? Người yêu gấu. Ai vừa chạy con 11A1111 nhỉ? Anh Tứ. Đâu, tôi chạy từ sáng rồi. Lúc tối có anh nào chạy con... Anh Khôi linh động đi vứt cho tôi mấy cái bánh với cả chai nước này đi kìa. Không còn một giọt xăng nào anh ạ. Khiếp người. Đâu cần đấu xăng đâu. Nhưng không chạy được. Cái xe đấy về đây tôi bảo này. Xe nào mà hết xăng rồi, thực ra xe chạy bằng điện nhưng mà hết xăng rồi nó sẽ liên tục nó báo là máy xe hết xăng. Anh đi ra ngoài các anh đổ 25% xăng cho tôi là được. Giá nó cũng không phải là cao đâu, là nó hết báo, mà xăng nó sẽ không xuống. Này là do bên sửa xe họ chưa fix lỗi. Rồi không sao đâu, anh có rồi, được rồi anh có rồi. Xong rồi các anh mang hết xe đi sửa lại đi, xong rồi quay lại bàn giao cho công ty. Tôi bảo anh chị này nhá. Hiện tại thì công ty có một slot nhân viên thôi. Nên là để công bằng ấy, tất cả các nhân viên vào đây thì đều trải qua một cái vòng người ta gọi là vòng ghế nóng đít. Thì nếu như mà anh chị nào mà qua được cái vòng phỏng vấn này thì tôi nhận vào làm luôn. Còn anh chị nào mà trượt ấy thì 2 hôm nữa quay lại nhá. Vâng. Dạ vâng. Anh chị đợi tôi tí. Anh chị đợi tôi tí. Cái này cũng hơi nóng rồi. Anh này trông giọng quen quen này, anh này ngày xưa ngồi ghế nóng một lần rồi sao nhỉ? Chưa. Chưa à? Trước em tới xin việc được hẹn lại hôm sau. Hẹn lại hôm sau à? Tôi báo anh chị về luật chơi nhá. Dạ vâng. Luật chơi thì đơn giản lắm. Sau khi tôi đọc xong câu hỏi, lúc nào tôi cũng sẽ có câu hết ở đằng sau. Khi mà tôi nói hết rồi thì anh chị giành quyền trả lời bằng cách nói tinh. Ví dụ tôi hỏi là áo tôi màu gì hết. Tinh. Đấy, thì anh sẽ được trả lời trước. Nhưng nếu anh trả lời sai thì chị còn lại chị sẽ trả lời. Đấy là với câu hỏi giành quyền trả lời. Còn với câu hỏi trả lời lần lượt thì tôi sẽ hỏi từng người một. Trả lời xong đúng thì sẽ có điểm, sai thì mất điểm. Anh chị nào trả lời đúng 3 câu thì sẽ thắng. Còn anh chị nào mà trả lời sau thì thua, chấp nhận là đi về. Trò chơi rất công bằng. Anh chị hiểu chưa? Dạ rõ. Hiểu rồi. Rồi. Tôi hỏi anh chị câu đầu tiên. Trong 7 kỳ quan của thế giới, kỳ quan nào đến thời điểm hiện tại vẫn còn tồn tại hết? Tinh. Đều nhau thế nhỉ? Và có ai phụ nữ trước anh ơi. Phụ nữ trước à? Mời chị gái. Bạch Lý trưởng thành. Rồi, mời anh trai. Kim Tự Tháp. Anh trai được 1 điểm. Wow. Vạn Lý trưởng thành. Sao chị có thể nghĩ là Vạn Lý trưởng thành được nhỉ? Kỳ quan. Vạn Lý trưởng thành đó cũng là một. Cũng kỳ quan đúng không anh? Kỳ quan. Mới cái cũ. Câu hỏi tiếp theo về lĩnh vực địa lý. Đường xích đạo chạy qua bao nhiêu nước? Anh chị có đáp án gần đúng nhất với đáp án của tôi, đáp án sẽ là chính xác. Tôi hỏi lại nhé, đường xích đạo chạy qua bao nhiêu nước? Hết. Tinh. Mời chị. Khoảng 10. Lại khoảng 10, chị phải cho tôi một số chứ. 10. Mời anh trai. Hey, tôi 11. Đường xích đạo chỉ chạy qua 6 nước thôi. Chị gái được 1 điểm, 1 đều. Gùng cái gì? Ủa? Đường xích đạo là Indonesia các kiểu. Tôi không biết đâu, tôi đoán mò thôi. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này anh chị giành quyền trả lời bằng tiếng Tinh. Côn Đảo thuộc tỉnh nào? Hết. Tinh. Mời chị. Cái gì ta? Nó thuộc Vũng Tàu. Thuộc gì? Thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh nào nhỉ? Ủa kìa. Côn Đảo. Từ. Chị ơi cẩn thận hết giờ đấy. Từ. Hết giờ. Tại vì Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu. Chị được 1 điểm. Yes. Thấy bây giờ. Không. Chị cũng đảo hoài. Câu hỏi tiếp theo anh chị lần lượt trả lời, tôi sẽ chỉ định người trả lời. Căn bệnh HIVS được phát hiện lần đầu tiên vào năm nào? Tôi xin gợi ý cho anh chị là năm 1900 bao nhiêu đó. Tôi mời chị gái trả lời trước. Câu này tôi có thể biết tại vì tôi nhớ là và cái căn bệnh này hồi đó phát triển ở bên Trung Quốc và cái chiến tranh Gia Phiến hay phải. Rồi. Chị tôi cần biết năm mà chị trả lời nhanh lên không chị hết giờ đấy. Nguồn gốc luôn mà. 1925 từ để tôi nhớ cho tôi thêm. Chị hết thời gian. Mời anh trai. 1975. Câu trả lời là năm 1979, anh được 1 điểm. Ui, tỉnh ta thôi. Là bao nhiêu rồi nhỉ? 2 đều. 2 đều anh. 2 đều à? Tôi sẽ chọn cho anh chị một câu hỏi quyết định nhá. chung kết. Vâng. Có một loài chim duy nhất cổ có thể quay được 360 độ. Là loài chim nào? Hết. Tinh. Mời chị. Có kiến. Câu trả lời của chị sai. Mời anh Giai. Bù nông. Trời. Bù nông à? Bù nuốt vào bụng à? Trả lời bừa. Con đơn giản lắm mọi người à. Nông là miệng rộng mà. Câu trả lời chính xác là con cú mèo. Cú mèo. Trời ơi, chơi A rồi ca. Không biết. Ừ, đâu A rồi ca. Anh chị suốt ngày anh chị cưỡi cú mà sao anh chị không biết nhỉ? Qua nó nhìn mình suốt ngày mà. Câu này dễ này. Câu này chị chỉ cần nghĩ cho kỹ anh chị trả lời này. Đây là câu hỏi giành quyền trả lời bằng tiếng Tinh. Nước nào có bờ biển dài nhất thế giới? Hết. Dễ trả nào? Thì không? Tôi biết luôn. Tinh. Mời anh có mời anh Giai. Bên Mỹ, Chile. Chile, câu trả lời của anh chưa chính xác. Mời chị gái. Bờ biển Trung Quốc à? Nhật Bản à? Câu này tôi không biết. Hết giờ. Câu trả lời câu trả lời là Canada. Canada nó có bao nhiêu đảo nhiều như thế? Nó lại còn là nước lớn thứ 2 trên thế giới. Chị nhớ một cái là anh chị phải hình dung ra ngay chứ. Thì... Nga, Canada, Mỹ. Nhưng mà Nhật Bản thì nó cũng nhiều biển. Câu tiếp theo. Mình nhớ Chile hơi dài thôi. Tiếp theo đi. Thằng nào bảo bờ biển Nga đấy, con Mỹ. Ai bảo? Ai bảo đâu? Mày làm sao quá nhỉ? Mày làm sao ấy, có ai nói đâu? Ai nói đi. Cảm giác rồi. Căng quá. Căng quá. Sao anh Huy lại nghĩ là Chile nhỉ? Mà sao nghe thua ăn thầy được nhỉ? Đợi tôi một tí nhá. Bên Mỹ nó dài anh. Anh để xem lại. Tôi hỏi từng người một. Và ai có đáp án gần với đáp án nhất thì là người thắng. Vâng. Bút chì được phát minh tại Pháp. Tuy nhiên phát minh vào năm bao nhiêu? Tôi gợi ý cho anh chị là năm 1700 gì đấy. Anh suy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra câu trả lời nhé. 1700 bao nhiêu? Tôi mời anh con Giai giải lời trước. 1750. Mời chị gái. Thề. Biết em không biết con đang mà. Bò được không? Nửa trên hoặc nửa dưới. Mời chị. Chắc lẻ. Chị đang hơi mất thời gian đấy. 1980 quên 1780. 1780 à? Trống sai. Vâng. Đầu trên hoặc đầu dưới rồi. Anh kia anh khôn thế, anh chọn ngay vào giữa nhỉ? Xong thì tôi không biết đáp án nào mà. Anh không biết rồi, anh chọn khéo thế. Nhưng mà đáp án lại là năm 1795. Là kinh khủng ạ. Là chị thắng đấy. Là em thắng hả? Là em được cho công ty rồi hả? Mời anh chị đứng lên. Yes. Cái này sao đi nghe tiếng còi rồi. Ôi anh đi theo anh này thử việc một hôm nhá. Nếu kết quả không tốt thì đuổi. Vâng ạ. Còn chị gái thì chị làm được taxi rồi nào? Thật ra thì nếu công ty mình thiếu ca nào thì em bù vô ca đó được ạ. Rồi tôi bây giờ đang thiếu người lúc 10 giờ 4 giờ sáng cho đến tận 6 giờ sáng cơ, tôi sợ chị không làm theo được thôi. 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng ạ? Thế thì được ạ. Wow. Ây da, kinh nhỉ. Dạ màn đấy. Cảm ơn đó. Chị đi làm muộn thì chồng chị không là. Dạ em chưa có chồng ạ. Độc thân rồi, độc thân. Bây giờ tạm thời công ty còn chưa có đồng phục nữ. Thôi rồi, chị tạm thời chị được nhận. Nhưng mà tôi sắp xếp cho việc cho chị vào ngày mai chị nhé. Dạ vâng. Còn anh đầu rửa bát này thì anh đi theo anh xẻ ven kia để làm việc. Vâng ạ. Ôi cái gì kia? Rửa xe này chết rồi. Thằng nào đây? Ôi anh Kiên à? Rửa xe này là hỏng rồi. Anh Kiên à? Lại là Kiên à? Anh nào đây? Chồng Kiên ơi. Anh nào vừa vứt cái xe công ty quay mấy vòng ấy. Anh Phục khoa học anh ạ. Anh vào sao nó bảo chứ. Anh Phục khoa học anh ơi. Hai anh ra đây. Chơi rồi xong rồi. Anh kia bỏ xe đi ra đây đã. Bên công ty sửa xe có qua hỏi tiền anh ạ. Anh xem cho tôi, đánh giá tôi cái tình trạng hư hại của xe vừa rồi xem nào. Dạ. Anh nào vừa làm lộn xe đấy anh à? Vâng, em đây. Anh ra xem cho tôi cái tình trạng xe là hỏng bao nhiêu phần trăm nào. May cho anh là không hỏng gì nhá. Nhưng mà tài sản của công ty anh quăng quật như giày như dép như thế à? Trời ơi, anh nào vừa vào các xe mà không báo em không biết luôn. Anh nào? Anh Kiên. Anh Kiên lắm giờ. Kiên ơi. Em vừa thấy ở đây không có ai nè, em mới ra em lấy Kiên xe. Ơi. Anh Kiên đây. Anh Kiên hôm trước vừa làm mất xe công ty rồi, hôm nay định quăng nốt cái xe vào sọt rác à? Anh em thưa anh sếp nhá. Là thanh niên kia sống rất vội anh ạ. Em thấy cất xe rồi em mới truy vào thì thanh niên đấy thấy em chạy vào rồi nhưng mà vẫn lấy xe ra luôn. Em mà thấy anh chạy vào em làm con anh luôn. Thế rồi chịu rồi em. Không thấy anh chạy vào thật xong em mới lấy, thấy em lấy làm gì thật. Tôi nhắc nhở hai anh này nhá, lần sau tài sản công ty là các anh phải hết sức để ý. Sau các anh ra lấy xe, các anh phải nhìn trước ngó sau xem có ai lấy không. Các anh cứ lấy đè lên nhau như thế, sau tài sản hư hỏng rồi. Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến khấu hao xe. Thứ hai là nó sứt mẻ tình cảm. Anh em đấy, bây giờ vừa mới làm tí các anh đứng đây, các anh cãi chửi nhau, các anh ra ôm nhau cái xem nào. Uê, ôm đi. Hai người tắm giống nhau bây giờ. Tắm giống nhau rồi. Anh em mà. Thật ra em phải quan sát trước khi em lấy xe ra, lỗi em anh ạ. Rồi lỗi tôi là thấy anh chạy ra rồi và không ôm à? Nghĩ là anh không ôm lại à? Ôm à? Không ôm rồi. Không biết ôm cả rồi. Rồi sao không biết ôm được đấy? Người ta ôm lại đi chứ. Thế là anh không có thành ý, anh vẫn để bụng đúng không? Không phải, không biết ôm thế nào rồi. Cái hành động ôm thôi mà anh không biết thì anh làm được gì? Thế ví dụ anh chở khách, khách bảo anh ôm cái thì anh không làm được thì khách nó đánh giá công ty. Anh không ôm vợ anh bao giờ à? Anh tuyên bố hai con là vợ chồng. Mang xe đi sửa hết chưa nhỉ? Dạ, báo cáo sếp là còn một con nữa thôi ạ. Tài đang sửa rồi, có một con nữa Tài đang sửa rồi. Đang về. Có anh nào ở bên gara sửa xe sang làm việc đấy nhỉ? Tí nữa anh ấy sang bây giờ đây, sếp đợi một tí anh quay lại bây giờ. Sửa đốt con kia rồi anh. Thế thôi để tôi đi sang bên đấy. Anh chia ca nhau ra làm việc. Con vâng, con xe của sếp em vừa sửa xong mới đép, sếp đi đi. Ok. Em căng đầu quá em đi cúng thần lên trước đây. Có ai chưa thi bằng thì đi thi bằng đi nhá. Ok ạ. Sếp ơi. Hả? Cái vụ hôm trước thì sếp bảo em viết bảng kiểm điểm thì em cũng có viết rồi. Tôi bảo anh viết bảng tường trình nhưng tôi có bảo anh viết bảng kiểm điểm đâu. Bảng tường trình, bảng tường trình đúng rồi. Anh cho em cái nước về đâu? Không chết cát rồi ạ. Đây anh ơi. Anh Kiên này anh buồn cười nhở. Anh tiền lương anh làm đâu thôi anh không đi mua đồ đi, suốt ngày tôi để anh đi xin, ngày nào tôi vào anh đi xin. Làm gì? Không phải em đi sửa xe luôn mà quên thôi chứ. Chở ông khách kia quá. Bây giờ anh làm nghề dịch vụ lái taxi, bây giờ anh chở khách xong anh quên thu tiền khách thì có phải công ty lại chịu lỗi cho anh không? Em thấy nữa hai người đưa mà em không dính nhận được chai nào ạ. Anh buồn cười thật. Tôi vừa đưa mà. Anh đưa nhận sếp mất rồi. Sếp nóc rồi. Tôi hết rồi. Ui nhiều lông thế. Anh người đồ nhờ. Chào các anh nhá. Chào các anh, tôi đến làm căn cước theo lời kêu gọi của tòa thị chính. Mấy anh vào trong nhá. Anh cho em ly nước được không? Anh có nước không, cho tôi xin chai nước được không? Bọn tôi chết ở đồn thì thực sự là nó làm cái gì đấy rất là mang tiếng luôn đấy. Đây, nấu cà phê đợi nha. Anh Ben đây, uống đây anh Ben đây. Ngoài kia cái bãi người kia nước đổ nhiều lắm, nước đó nước sạch đó. Thế anh không chỉ sớm tôi xin được rồi, cảm ơn anh nhé. Bạn cứ ở trong nhá, bạn cứ ở trong nhá. À, đang may là đang vá, đang nhờ người vá. Đúng rồi. Cái đàm nó dính, vào người nó có giật không? Tôi xin nước tôi xem. Tao xin được mỗi lần. Mấy anh chị ơi, em đến làm cái gì ta? Căn cước công dân. Trong rừng mấy anh chị có nước không cho em xin một lon được không ạ? Đấy, chị chuẩn bị cho mình nước đấy. Không. À không anh đây. Chị này mới ăn tiết canh sao anh ạ? Chị trông nghe nhát thế nhở? Mới làm nhiệm vụ nên hơi. Ui từ chị ơi. Sao ấy nhỉ? Thấy em đẹp trai cái nhào 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 nhào. Không. Mấy anh làm căn cước gì mời mấy anh xếp hàng để em lấy số thứ tự ạ. Vâng. Em cho em xin tí cho em xin em khác quá. Chị ơi, chị dọa ma thế nhở? Đâu đưa đây. Lấy số đi anh. Vâng. Anh cho em xin tên anh ạ. À tôi Nhu Đề Nhi Đầm Mây. Dạ anh Nhu Đề Nhi Đầm Mây số 1 ạ. Mời anh vào ghế ngồi chờ trước ạ. Đây mời anh Nhu Nhi qua bên phải. Anh tiếp theo ạ. Dạ em Nguyễn Văn Nghệ ạ. Rồi Nguyễn Văn Nghệ số 2. Rồi anh Nghệ nha anh nha, viết cho đúng nhá. Rồi ok. Anh tên gì ạ? Dạ, em là Mohamed Lê Khôi ạ. Dạ, anh Mép và anh qua bên anh số 3 nhá. Dạ vâng ạ, cảm ơn các anh chị. Anh tên gì nhỉ? Tôi là Da David, là Max, là Ben. Chụp đủ chứ đâu gì chỉ vậy. Da David, David, David nhá. Mời anh số 1 đi theo tôi ạ. Chị kia đi anh ơi. Chụp hình. Tôi ngồi tận xuống dưới đất nha. Anh nghe có ghế mà anh. Tôi ngồi trượt anh. Mình chỉ album lấy hình nhá. Ngồi hả chị? Mời anh ạ. Ngồi cũng được, mình đứng cũng được. Nếu mà anh muốn ảnh đẹp thì em khuyên anh nên đứng. Thế thì để tôi ngồi. Mình ngồi thì anh nên ngồi, anh nhìn vào cái ghế rồi anh hẳn ngồi anh ơi. Anh ngồi thế thì nó bị thấp ấy. À thế à? Dạ anh ngồi. À vâng, tôi nhà quê quá. Ok chưa chị ơi? Dạ rồi anh ơi, anh nhìn thẳng vào mấy ảnh giúp em vậy. Vâng, tôi vẫn đang nhìn thẳng vào chị đây. Không. Anh chờ một lát nha, anh đang cúi đầu ấy. Vâng. Chị cần tôi cười toe toét không chị? Dạ không anh ơi, em cần anh. Ok, anh lại gãi đầu rồi. Anh ơi, mình nhìn thẳng vào đây đúng không anh ơi? Okay, được chị, đấy, tôi đang nhìn thẳng đấy chị. Không, em vẫn thấy anh đang nhìn ngang ấy. Em nhắc nhở nhẹ là lúc mà chụp hình anh không hả mồm nha, nếu không là lên ảnh là hả mồm là không đổi được căn cước nha anh nha. Vâng anh. Không biết chụp ảnh ấy ạ. Được rồi anh ơi. Ok chị. Này, nhưng mà ngồi thế này thì nó sẽ bị cúi đầu ấy sếp. Anh đứng lên thì đẹp rồi. Anh thích ngồi. Đấy, thì đây tôi lại đứng cho chị. Em chụp lại cái đứng đi xem coi. Khi nãy có một anh là há mồm lên căn cước rồi đấy nên đưa hình chụp xem đi. Nào chúng tôi nè, chụp căn cước phải như này nè. Trông nó cứ thế nào với anh ạ? Trông nó cứ bị rít đi anh. Anh có muốn mỉm cười không anh hay là mặt anh muốn như thế anh? À không, mặt tôi bẩm sinh thế này rồi chị, tôi không biết cười là gì cả. Từ khi gặp chị là tôi bắt đầu mỉm được một tí rồi đấy. Ok hả? Rồi anh ơi. Vâng, cảm ơn chị. Rồi anh đi theo chị tóc vàng này. Không, đi theo anh tóc xanh được rồi, tóc xanh được rồi. Vậy không nói chuyện được. Anh cứ đi theo tóc xanh nhé, anh đi theo tóc xanh bên ngoài. Rồi, mời anh giữa hai Tài Văn Nghệ. Nhanh đi sếp ơi. Anh Văn Nghệ vào cười tét. Nhanh nhở? Nhanh nha sếp. Có luôn sếp, có luôn hay là phải chờ? Màu sơ cho anh này đi tỏ. Rồi, mời anh Nhu Đồ Di theo tôi nhé. Rồi đấy người. Chào các chị ạ. Các chị khỏe không ạ? À dạ vâng, em chào các chị ạ. Tí em đây em mời chị cốc nước. Em nhận được rồi ạ. Anh Mép ơi. Em hết nước rồi. Anh Mép ơi. Dạ. Anh ra tôi bảo. năm là ôm nhíp. Thôi đã được biết bạch bên đây. Sao đây kìa. Chiều nay lúc 4 giờ 55 phút anh có chạy cuốc taxi chở anh Johnny Depp. Giá chưa thuế là 1.000 đô, tại sao là khách chưa giả tiền mà đến tận bây giờ vẫn chưa thanh toán trong ca của anh? Chưa thanh toán này? Ừ. Khách thanh toán hay không anh còn không biết. Vâng, tại vì lúc đấy đông khách quá anh ạ. Cái này là lỗi tôi. Xin tự kiểm điểm ạ. Anh liên hệ anh ấy bảo thanh toán hóa đơn đi nhá. Dạ vâng. Tôi nghe đây. Chào đây. Xin lỗi sếp nhá. Báo với khách ấy là cái này không thanh toán là 3 ngày sau là cộng thêm cả lãi ngân hàng vào là nó tự thanh toán đấy. Khách không thanh toán là khách thiệt đấy. Vâng. Anh là số 7 nhá. Đây tôi mép đây. Tôi vừa bị xếp bắn đấy các anh chị. Ơi. Có sếp có check được cái hóa đơn của anh Loan gì đấy không? Anh vừa gọi em bảo là anh cái ca của anh Hoàng Lan Tôn viết nhầm hóa đơn đấy. À thế à? Vâng, viết nhầm thừa số 0 hay sao ấy. Cứng lên chị. Sếp làm xong căn cước chưa? Không rồi, sếp xem ảnh của em này. Đẹp trai cực. Làm trông như nghiện nhỉ. Anh cho em xem ảnh của anh đi, em cho anh xem ảnh của em rồi. Đẹp không chị? Đấy. Vâng, em cảm ơn chị nhé. Úi dồi ôi, mặt quạo thế. Nhưng mà chụp hơi cái tỷ lệ không hình hơi sai ạ. Đùn. Người ta làm công nghiệp cho nhanh chứ không bôi trơn thì nó chỉ thế thôi. Chúng tôi không có chấp nhận nổi. Hello. Anh khoa học đúng không nhỉ? Anh chụp đàng hoàng nhé. Em đây chứ, có vụ gì nhỉ? Qua anh chở khách tên là Tam Minh Vũ ấy, hóa đơn có 1.200 mà tại sao khách chưa thanh toán mà anh đã thả khách đi rồi nhỉ? Anh chả, chưa thanh toán anh. Anh liên hệ ngay với khách để thanh toán trong ngày hôm nay nhá, không là anh bù tiền ấy vào đấy. Tên gì anh nhờ cho em xin là cái tên cái? Tên là Tam Minh Vũ. Trời ơi, bây giờ một biển người luôn biết ai tên Tam trời. Đấy là vấn đề của anh chứ tôi không giải quyết vấn đề đấy. Lần sau anh chạy taxi khách thanh toán xong anh hãy đi nhá. Giờ anh đi thu lại tiền này đi. Rồi em giải quyết được rồi, anh đợi tí. Anh nghe anh có số của anh Tứ không nhỉ? Lấy đọc cho tôi kìa. Đây. Anh đợi em tí. Ngồi vậy sao à? Vậy mấy anh chị. Từ từ em không biết ngồi vậy như thế nào. Không có anh ạ. Em lại cũng chưa xin. Anh là nhân viên công ty với nhau làm cùng ca với nhau mà các anh không có số anh gọi nhau kiểu gì? À đâu anh, em làm xe tải em cũng chưa gặp anh ấy bao giờ ở ngoài đường á. Thế sau ra ngoài đường các anh đấm nhau các anh không biết nhau à? À không anh ạ, bọn em mặc cái đồng phục này nhìn nhau rất nhận ra nhau ngay. Quan trọng là nó phải bôi trơn anh ấy, cứ rít thôi. Anh là có phải là anh Nhu Đờ Nhi không? Dạ vâng, Nhu Đờ Nhi Đờ Moi anh ạ. Tôi có cái tấm hình anh muốn giữ làm kỷ niệm. Vâng. Cho tôi xin. Lên phát biểu đây tôi dưới vỗ tay trông giống kiểu đang họp. Vâng tôi gửi nhé. Trông mặt tôi khó tính nhỉ. Rồi ok tôi cảm ơn anh nhé. Anh có phải là anh nghệ không? Anh có muốn giữ một tấm hình làm kỷ niệm không? Rồi anh gọi tên đây tôi đứng đây tôi vỗ tay. Sếp ơi. Cái gì? Sở cảnh sát này có con chó thần kỳ lắm này. Làm sao? Sếp nữ nó đi. Anh có phải là anh mua hàm đấy? Đó, đừng nó sẽ có may mắn đấy. Sếp còn thấy may mắn không? Tôi cảm thấy bị căng thẳng đấy nhỉ. Là không may mắn là sếp. Sếp. Alo sếp à? Em Tứ đây, có việc gì đây sếp? Sao tôi thấy hôm qua anh chạy cái hóa đơn lúc 12 giờ hơn của anh Nam Ách chỉ 10.000 đô là như nào nhỉ? À vâng. Sếp ơi, cái đấy là em ghi sai hóa đơn, em đang định báo cáo sếp, sếp hủy cái hóa đơn này đi nhá, anh ấy thanh toán 1.000 đô rồi. Ghi sai, khách thanh toán là may mắn à, còn khách không thanh toán thì là ghi sai à? À không, em ghi sai thì em báo với khách là khách thanh toán 1.000 đô là được, còn là em báo lại sếp là sếp hủy hóa đơn là được. Em phải bảo. Lần sau mấy cái này anh phải trình bày ngay để tôi còn hủy đi nhá, không sau này nó trừ vào tài khoản ngân hàng của khách đấy. À vâng, em nhiều việc quá em quên mất ạ. Nha. Dạ. Cắt cước của anh trông giống tội phạm thế nhở. Đi về đây. Về đây. Chào anh Huy Rách Nách nhá. Tôi về đây. Chào anh Huy Rách. Chào anh. Rất là... Bọn tôi chào anh Huy nhá, bọn tôi chào anh Abi nhá. Chào con chó nhá. Uầy, sếp ơi, bên đội cảnh sát này có phòng họp rộng cực, lúc nào mình họp mình mượn nhờ bên này họp. Thế à? Dã man. Anh tiện thế. Anh sau anh vào phòng tôi, anh bảo phòng anh có cái ghế êm đẹp thế, cho em ngồi nhờ luôn đi. À không, này, ghế của anh, ghế của tôi đâu. Tí có qua miếu miếu môi không anh nhỉ? Để em miếu đã làm xong đâu mà quá. Ra. Sao mọi người bảo là tôi qua đó là giảm căng thẳng anh nhỉ? Thì đúng rồi, lộ trình nó là tôi đi qua thì thấy là bên ngoài xây xong rồi nhưng không biết nội thất bên trong như nào. Đây, chiều nay tôi vừa qua rồi. Bên trong thì chưa xây xong mà bên ngoài thì có tiếng thần linh. Mà thần linh thì toàn bắt chuyển khoản thôi. Nghe bảo chứ gì ai hiểu kiểu gì. Thì bây giờ đi cúng về cúng kiểu công nghệ cao rồi anh, người ta dùng chuyển khoản nhưng người ta không dùng tiền mặt đâu. Tôi bảo là có Hồng Công Đức ở đấy mà, Hồng Công Đức chuyển khoản chuyển... à? Vâng vâng, chuyển khoản đấy ạ. Hồng Công bảo... Đức quét mã QR anh ạ. Lúc đầu tôi định chuyển 500 nhưng mà thấy thần linh bảo là tối thiểu 1000, còn loại thì tùy tâm. Ôi vãi trưởng, tùy tâm mà tối thiểu 1000 nữa. À. Tôi chuyển lần đầu xong rồi thần linh đi sau kê mất 15 phút, xong quay lại là hình như vẫn thiếu, thế là tôi lại mất thêm 1000 nữa. Thần linh ê, bảo phết nhờ. Thần này thần bảo rồi. Ô mà anh biết không, ông thần đấy tên là Moi luôn anh ạ. À thế à? Vâng. Đúng rồi, tôi thấy mọi người bảo là cái miếu Moi mà. Miếu Moi tiền mà. Ê quá hả? Rồi. Ê khách quá. Dây à. Sửa xe không anh ơi? Sửa xe cái. Ok anh Dây. Chồng anh em dọn vệ sinh nghỉ rồi à? Xe này sửa rồi mà. Sửa rồi, nãy chúng nó vừa mới hút vào tường xong, anh kiểm tra lại ô tô cái xem có vấn đề gì không. Ok anh trai, em đưa mượn chìa khóa đi. Chứ nãy cái hóa đơn hồi nãy mấy chiếc xe nãy là lên tới 13.500 rồi nha anh trai. Rồi. À. 13.800 anh lên trai, 13.800 nha anh trai. Anh sửa xe anh cướp đi. Rồi. Anh ơi chỗ này nó hơi ẩm hay sao anh ạ? Thì nó cứ nhốp nhép này. Uầy, có logo giống bên taxi mình đấy. Khi nào bên mình à, anh bị làm sao ấy nhờ. Đây mà anh. Phải, nhầm rồi. Sếp ơi, công ty nhà người ta có bàn đánh bia gì ở? Sao công ty mình không có? Đây mình cũng có mà. Có, dưới hầm. Không tìm hiểu gì cả. Công ty toàn nhân viên viết hóa đơn rồi không thu được tiền khách thì bao giờ mình có tiền mua bàn bia. Ai nhỉ? Ôi, anh kiểm tra hết tất cả mọi thứ luôn. Hiện tại là cái tản nhiệt là cái trục chuyển động là còn 78% nha anh nha. Rồi. Tản nhiệt là 82%, động cơ là 95 và côn thì còn 87. Rồi. Đấy. Rồi. Nó sẽ gây ra tình trạng là xe chạy lúc nào nó cũng giật đấy anh trai. Này. Nói thế chứ nãy giờ xe chúng nó đi sửa xong về chúng nó bảo sửa mới tinh rồi, xong là tao đã đâm đụng tí nào đâu. Không anh ơi, hồi nãy con này chỉ sửa động cơ thôi anh nhé. Ôi dồi ôi, bớt ăn xén rồi. À, thằng nào chấm mút kinh thế nhở? Sửa xe rồi. Anh nghe báo giá của em cái xem là sửa hết bao tiền ạ. Nghĩ là thầy kiên anh ạ. Nếu mà ở tình trạng hiện tại thì không nên sửa động cơ, tại 95% vẫn còn chạy tốt thì anh chỉ nên sửa trục chuyển động thôi. Thì giá là 500. Rồi, anh sửa tôi trục chuyển động cái. Ok anh trai. Rồi cộng với quá 500 nãy nữa là 14.300. Dạ man. Tôi nói chuyện với anh về cái vấn đề sửa xe tí. Anh cứ làm cho xong đi. Rồi mượn chết chạy thử nhá anh trai. Nó đâm mẹ vào tường đi nhỉ. Sửa lại cho như mới đi. Nếu mình không ra kiểm soát khi đâm thật đấy chứ anh. Rộng rãi thoáng mát nhỉ. Mày lau mặt tao à? Không, sếp em tự dưng em bị rơi cái khăn mùi xoa em nhặt lên thôi. Sếp này trông khó tính đấy. Tôi dễ tính, các anh ngồi lên đầu tôi à? Tặng sếp thanh chocolate ăn cho nó ngọt ngào hơn nhá. Tôi dễ tính hơn rồi đấy. Hơi nghẹn. Loại hảo hạng đây anh ạ. Này, ăn hơi ngạn, hơi khô. Cappuccino anh nhá. Anh trông có vẻ ế khách nhỉ? Không anh, tại mới hoạt động mà anh. Trời, chứ giờ là thành phố này có mình mấy anh có xe thôi chứ. Nên là khách đầu tiên đấy. À, đấy à. Tôi nói chuyện với anh về cái giá xe tí. Nhưng mà đứng nãy giờ cũng mỏi chân quá. Đây, mời anh vô đây, mời anh vô đây. Trời, vô đây có bàn ghế. Anh thích ngồi ngoài bar hay là ngồi ghế salon nhỉ? À, tôi uống cappuccino. Ok, chơi. Ở trên em có bộ PS5 anh có lên chơi thì lên. À chơi. Không, tôi đến làm việc, tôi không phải đến chơi. Ok. Mời anh ngồi ạ. Khô cổ đấy nhỉ. Lấy nước kìa, lấy nước em ơi. Nó bị điếc anh ạ, cũng thông cảm nhá, mời luôn cà phê nhá. Cảm ơn anh. Anh để mấy cái tạp chí lông đít ở trên bàn như này. Đam mê đấy. Mấy thằng nhỏ này nó không chịu chẹp anh ạ. Thế à, tôi tưởng của anh. Tình hình là như này, tôi chủ bên hãng taxi Dolly. Dạ. Thì bên tôi thì hôm nào cũng sẽ phải sửa xe. Báo cáo với anh là như thế. Và số lượng xe bên tôi đang là 5 đầu xe con và 2 đầu xe tải. Thì cứ mỗi lần giao ca thì chúng nó sẽ có trách nhiệm là chúng nó sẽ vòng qua chúng nó rửa. Thì tất nhiên là cái tiền này thì công ty, tiền sửa thì công ty sẽ thanh toán. Và sau đó tôi trừ vào lương của chúng nó xong. Nhưng mà nếu như mà cứ hôm nào cũng thanh toán lắt nhắt ấy, thì nó sẽ nảy sinh rất là nhiều vấn đề. Thêm nữa thì nếu như mà cái câu chuyện mà hôm nào bọn tôi cũng sẽ sửa 7 cái đầu xe đấy mà sửa rất là nhiều ca ấy, thì nó cũng sẽ ra một số tiền rất là lớn và cũng như tạo công ăn việc làm cho bên anh. Nên là tôi muốn đề xuất là bên anh cho tôi là cái lộ trình thanh toán, ví dụ như là 1 tuần một lần, và tổng cái hóa đơn đấy thì sẽ có một cái địt cao gì đấy cho bên tôi để anh em mình có thể làm ăn. Ok, bây giờ để em báo giá sơ bộ về nhá. Giờ cái xe của anh là hạng xe phổ thông thì giá bên em lấy là động cơ là khoảng 2.500. Những cái phụ tùng như là trục chuyển động đồ thì em sẽ lấy 500 một món. Đấy, riêng cái phần xe van, xe tải ấy, xe van ấy thì em sẽ lấy là riêng động cơ là 4.000. Còn những cái món khác á, thì em lấy là 800. Đấy. Còn riêng mà phần về ngoại thất nhá, nếu mà rớt cửa hay rớt cái gì, bất cứ bánh xe hay cái gì á, thì là xe phổ thông là 500 một món. Còn xe bán tải là 1.000 một món. Đấy. Anh em thích anh sắp mua máy bay chưa? Dạ chưa anh. Chưa. Anh lãi nhiều thế thì mua máy bay mà đi, chứ còn đi làm bằng ô tô làm gì cho nó khói bụi. Anh này sống khó khăn lắm anh ạ. Không phải thông cảm. Nhưng mà em thường á, bình thường thì khách á, qua em này sửa là khoảng tầm 30% mới sửa, tại vì 30% vẫn còn chạy được. Cho nên là khoảng 70% này em sẽ không tư vấn cho khách sửa đâu. À, tức là phải khoảng dưới 50% đi. Ừ, dưới 50% thì em bắt đầu sửa đấy mới được. Đó là sửa thì nó mới hợp lý. Chứ mà 70% này em trả xe không có sửa. Thế là tôi tưởng là nó hư hại bao nhiêu thì mình sẽ sửa bằng đấy. Thế mỗi lần là giá nó cứ cố định như thế à? Dạ, giá cố định như thế à? Giá theo từng loại xe nè. Tại giá đồ nó cũng dao động lắm anh. Giá nguyên liệu nhập vào nó cũng dao động nhiều lắm anh ạ. Bên anh là nhập những nguyên liệu gì vào với nhỉ? Dạ em nhập thì em nhập sắt dụng với lại nhôm, đồng, thép, tất cả mọi thứ. Đấy, nhưng mà hiện tại là cái nguồn sắt dụng ấy nó hơi bị gọi là hạn hẹp. Đa phần là cư dân bán cho em thì đa phần là họ lục thùng rác. Mà họ lục thùng rác á, thì họ lại bị xương cá đâm. Mà họ bị xương cá đâm thì họ lại tốn tiền vô chữa bệnh. Đấy. Cho nên là giá nó cao lắm anh. Thế được rồi, coi như là tôi đồng ý với cái mức giá đấy đi. Thì cứ 1 tuần tôi sẽ thanh toán cho anh 1 lần thì chi phí như nào thì nó sẽ hợp lý nhỉ? Thì nếu mà 1 tuần chi phí lớn như thế, để đổi cái chi phí lớn như thế thì, nhưng mà phải cam kết là không qua sửa lắt nhắt. Tại vì nếu mà 70% thì em sẽ không nhận sửa, dưới 50 em mới sửa. Đấy. Thì nó sẽ đỡ cái tiền đi sửa lại của các anh rất là nhiều. Rồi tôi đồng ý. Đấy. Đấy, quan trọng là cái chỗ bảo quản thôi. Rồi. Thì giá, nếu mà giá được cao bây giờ thì 3.500 tổng. Sửa hết toàn bộ. Chưa tính ngoại thất bên trong, chưa tính mà ngoại thất bên ngoài nhá, là gãy cửa nhá, 3.500. Cho toàn bộ cả xe máy, cả xe phổ thông và xe tải của anh luôn. Đó là em sửa full động cơ để có thể chạy đi được. Còn nếu như xúc bánh ra thì em phải gắn cái bánh vô. Đấy, chi phí em sẽ lấy được lãnh là 300 đô. 300 đô cho mỗi món. Là 300 đô mỗi món và sữa chọn gói một con là hết. Đúng. 3.500. 3.500. Sao lại có cái rưỡi ở đấy nhỉ? 3.500 mới đúng. Anh có thấy nó khó nhân không? Không, 3.500 thì em mới có gọi là đảm bảo được cái tiền lời anh nè. Giá nó hơi cao nhỉ. Tôi nghĩ là bây giờ tại vì nhiều xe 7 xe, anh tính xem. Bỏ cái rưỡi đi, bây giờ 7321 là còn 20 đúng không? 20.000. Khoảng 20.000 một lần mà tôi sửa hết xe. Nó không đủ cái gọi là đủ cho em lời ấy. Không lời luôn ấy. 20.500 thì tôi nghĩ chắc là đủ nhỉ. 20.000 không, tại vì chưa chắc là xe đã bị bởi bánh, mà trừ khi nào ấy, em về em cũng nhắc anh một điều đó là những cái xe nào mà bị từ kho phương tiện ra bắt buộc là phải sửa toàn bộ. Đấy, sửa toàn bộ luôn, là thân vỏ giờ anh lắp cái bánh vô anh chạy cũng không được nữa, cho nên phải sửa toàn bộ. Toàn bộ là 4 cái lốp 4 cái cửa đấy à? Đúng rồi, 4 cái lốp 4 cái cửa, cả cái nắp cabo, cả luôn cả cái nắp cốp luôn. Mỗi món là 500 đấy. 6 x 4 10. 10 nhân lên là 3.000 một lần sửa. Dạ đúng rồi. À đâu nãy anh bảo là 200, 200 là 2.000. Ừ. 300. Đâu nãy tôi vừa nghe 200 anh. Không, em bảo 200 anh nhảy như tôm nhỉ, tách. Anh sao anh cứ nhảy ấy, anh nhảy em ấy. Anh làm em không nhảy số theo em. Thế là 2.000 một lần full này. Thế là nếu như mà 5 xe có phương tiện một lần full anh trai. 3.500. Tôi đang nói ngoại thất, 10 đô tất cả. Ừ thì là 2.000 thì nếu như mà 7 xe thì nó rơi vào đâu 14.000 rồi, đúng không? Ừ đấy, anh bảo đúng rồi nhá. Thì đây mỗi xe 200 một thiết bị. Đấy đúng rồi. Đúng chưa? Thì bây giờ nha, thì anh và tôi chốt với nhau từ nãy giờ là anh tôi deal xong này là thế này. Thứ nhất ấy là về phần bên trong, động cơ máy móc thì mình cứ chốt với nhau là 3.000 một xe, chọn gói. Thì lúc nào mà hỏng dưới 50% là bên tôi sẽ mang con tôi sửa. Còn cái câu chuyện mà bên ngoài cửa này, lốp đấy các thứ này thì cứ 200 một đồ thì không, ok. 300 anh chạy, 300 một đồ. Anh vừa mới nói đúng xong anh như con tôm ấy nhở. Không, em thật sự là 300 một đồ mới ok anh ạ. Thật đấy. Tại vì tình trạng mà nãy giờ em thấy sửa là hơi bị gấp nhiều cửa đấy. Rất nhiều cửa là đấy là tại vì bọn tôi thì đấy sửa nhiều như thế thì anh phải có cái giá gì để nó hợp lý chứ. Không, 300 là hợp lý rồi, anh bình thường anh lấy 500 rồi. Bình thường thì những con xe như xe van là anh lấy 800 một món rồi, một cái kia 500, xe phổ thông là 500 một món. Ôi thành phố còn nghèo anh lấy đâu xe van mà sửa. Thôi bây giờ thế này đi. Mình gặp nhau ở nơi người ta gọi là giao lộ hạnh phúc. Có nghĩa là anh thì 300, tôi thì 200, thì mình gặp nhau ở 250. Thì tôi thấy là nó hợp lý nhất, đúng không? 250 à? Ok nhá, chốt thế nhá. Còn cái kia thì 3.000 thì tôi đồng ý. Rồi. Thì cứ một tuần để tôi xem nào. Tối thứ Bảy hàng tuần đi, là tôi sẽ qua bên anh để tôi thanh toán. Thì anh nhớ anh ghi lại hết giá sửa như nào, bên tôi cũng sẽ lưu. Và mình đối chiếu số liệu với nhau là xong, đúng không? Ok anh trai. Rồi bây giờ anh thanh toán luôn có hóa đơn vừa nãy nhỉ? Cái hóa đơn đấy trôi qua thứ Bảy rồi, hôm nay sang Chủ nhật rồi còn gì nữa, rồi sang tuần sau anh. Ok. Vậy giờ em cộng, vậy là nếu mà anh nợ hóa đơn này là em cộng cho anh vô cái hóa đơn của đợt sau nhá. Anh cộng đợt sau nhưng mà anh phải tính lại giá anh em mình vừa deal nhau xong. 13.000 này. Cái giá này là chưa deal, cho nên em phải lấy giá này được để em được thu hồi đồ chứ, thu hồi vốn chứ anh trai. Anh cứ lẫn chuyện quá khứ và chuyện hiện tại thế nhở? Anh phải lấy tương lai làm mốc chứ. Không, quá khứ là quá khứ, còn tương lai là tương lai, cho nên là quá khứ em vẫn lấy 14.300 anh nhá. Rồi, được rồi, ok. Thế đây cái này dồn vào tháng sau thôi nhá. Cái gì tháng sau anh trai? Mới nói tuần sau. Ok, tuần sau nhá. Ok nhá. Căn phòng đẹp nhờ. Sao anh có nhu cầu không mà em có quen mấy thằng thiết kế nội thất nha anh trai? Để tôi ngắm qua tí. Lần đầu tiên đến đây. Mấy thằng này đi tù hết rồi anh? Dạ đi tù hết rồi. Một mới chết, mới đi tù anh nè. Thế à, trông cũng khủng khiếp nhỉ. Nhất là cái bên đây là thường xuyên là hồi xưa là hay phóng xe vượt ẩu rồi bay giật bay đèo đồ chết rồi, mất xác. Trông cũng tội nghiệp nhỉ. Cái ảnh bọn này là bọn nào đấy? Anh mới ra tù à? Không, cái bọn này hồi xưa là hay làm ba cái chương trình mà gọi là cuộc đua kỳ lạ gì đó. Đấy. À. Giờ chắc cũng bữa sóng thần chắc cũng quá kiếp hết rồi nè. Thế là bọn này bọn nào đấy? Trông lễ hội hóa trang à? Cái này chắc đợt Halloween vừa cách đây nó cũng hơi lâu rồi. Sao trước cái đợt mà thành phố này bị sóng thần ấy, thì nhớ không lầm là cái bọn này thì làm zombie đi cắn người lung tung này. Sao ảnh này có cái ba thằng trẻ trâu đưa đèo cặp ba trên xe máy này trông nhố nhăng thế? Em cũng chả biết, thằng thiết kế nên chắc hình gia đình nó ở đây lên. Rồi tốt thế nhá, cảm ơn anh nhá, tôi đi về đây. Ok anh trai, về đây. Nói nhắc nhân viên là chạy xe cẩn thận, bảo quản nhá anh trai nhá. Đi về đây, về đây, về đây, về đây. Mày làm cái gì đây? Em đang dặn cái bình gan nè. Đổ lên anh trai ơi. Lỡ vặn rồi thì châm lửa đi. Trời ơi. Đợi sếp đã, vội thế. Mở cửa anh ơi. Ây à. Ui rồi. Ôi ôi, đây mới là vội, đây mới là đập vội này. Được cạnh anh ơi. Mày có cái kính mà đập được thì chắc là sau mặt tao mày đập nát bét nhờ. À, không. Em vội lỡ tan rồi, em vội quá. Biết tạp hóa đâu chưa? Tạp hóa đâu à? Biết rồi sếp ơi. Biết rồi, tí ra mua sắp A4 về với bản tường trình này. Vỡ mẹ cái kính rồi. Còn phải đi sếp ơi. Ôi đã quệt phát nào. Sếp drip nhiều hỏng phanh đấy. Đấy bây giờ đâm thẳng là tới công ty nè. Đâm thẳng rồi. Nằm bên này mà đâm thẳng đến sao tới. Anh là có tố chất lên làm sếp lắm anh Ben ạ. Ơi. Anh dám có vẻ chỉ đạo là người khác tốt phết. Cửa hàng xe này anh làm phó giám đốc vào xe tí. Công ty đang bao việc vào anh xe. Trông có vẻ là cũng dỗi nhỉ, rảnh nhỉ. Bình thường chắc trong giờ làm cũng hay tạt té ngó chỗ này ngó chỗ kia lắm. Còn hết giờ thì giao ca thôi nhỉ. Dạ không anh. Anh sếp ơi, sếp có định công bố doanh thu không? Kiểu xem chúng ta đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi. À không, hiện tại thì các anh phải nghĩ là sẽ không có doanh thu đâu, chỉ có giảm nợ thôi đi bỏ. Anh em bắt đầu chất thế. Còn đúng một chiếc. Rồi, đi xuống đi, lấy xe đi. Mất xe nào nhỉ? Mất một xe à? Dạ vâng ạ. Mấy xe đang chạy đây? Có hai rồi ạ. Ở đây xếp vào đây cho em với cả anh Tứ gửi bản tường trình. Bản tường trình. Còn đi làm. Tường trình để em bạn làm việc cái tối tôi xem. Đi làm đi, bao nhiêu người đang đợi vậy? Vâng, thế em gửi ở bàn đấy chứ sếp ạ. Thế em gửi cho phòng luôn rồi. Tưởng sếp bắt đọc nữa, bọn em đợi sếp. Kìa, sao giật thế nhở? Ôi sao lại ngất nhỉ? Ôi em hết nước, em mất máu. Ôi trời ơi. Thôi anh đợi thế tôi cho anh ra bệnh viện. Kìa xem lại hết nước em không biết nhỉ. Anh uống nước anh mát tay anh tít tài xế thế mà nước cho mình để uống anh cũng giữ lại. Mấy người mà thường mà yêu thương người khác thì thường lại quên bản thân mình anh ạ. Rồi anh xuống đi. Anh cho em cái hóa đơn nè. Hóa đơn tối tôi liên hệ với anh sau. À đây, anh cho tôi số điện thoại của anh rồi. Để cho em cho anh cái con công tác của em. Em tên Sủ anh á. Ok anh nhá. Tối tôi gọi. Thấy tên rồi. Anh ra bệnh viện trước nhá. Vâng, anh cho em ra bệnh viện với ạ. Các bạn ơi, 2:30 sáng rồi, từ đây trở đi là tôi chỉ chạy taxi thôi nhá. Hết việc rồi đấy. Anh trai vào lâu không nhỉ? Alo anh ơi. Đây, anh vào đi. Ai ra? Ô kìa. Ôi chết rồi, anh này chết mẹ luôn rồi. Bác sĩ ơi, cứu 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 người, cứu người. Cứu người anh ơi. Cứu ai đấy ạ? Anh này chết rồi. Anh áo đen, anh áo đen. Alo. Anh Moi, tí anh cứ lên bãi gỗ anh Moi. Đây đây đây, tôi đang chuẩn bị chở khách lên bãi gỗ đây anh ơi. Anh mua giùm em 5 cái bánh bãi chai nước nhé, tí gửi thêm tiền ship. Ok anh, vâng anh đợi em tí. Ấy da, trùng hợp thế giờ mình lại gặp nhau nữa Thảo ạ. Bạn là nát đúng không? Cần nát lấy cái gì? Té không thấy ai, không tay hết anh gì. Ô đây này, anh ấy ngồi trong này này anh. Ôi lại vẫn con xe này à? Vẫn là con xe ấy, vẫn là anh tài xế ấy. Không phải anh này à? Vẫn là anh tài xế ấy. Anh cho em lên xe được không ạ? Được, anh lên đi. Cái này nó quen quen sao ấy? Ai đấy? Đấy, tôi vẫn thấy anh ấy nhúc nhích ra ngoài mà. Anh em mít tờ dí rồi. Anh ơi, mọi người xuống xe giúp em được không ạ? Hả? Làm gì cơ? Mọi người xuống xe ạ? Vâng. Ô bạn ơi, vẫn trong xe này này. Anh này chữa mất khoảng bao lâu nhỉ anh nhỉ? Chết hẳn rồi này, tầm 10 phút anh ạ. Úi dồi ôi, 10 phút à? Chết, để tôi đi làm quẹt khác cho anh ấy nằm viện đấy. À anh chị lên bãi gỗ à? Đúng rồi anh ạ. Tại vì cái đồng hồ của em đã bị mắc với cả cái anh nằm viện đấy, nên là từ giờ lên bãi gỗ em xin hai anh chị 8 lốp nhá. 8 lốp một người anh? 8 lốp 2 người. Vâng, đi anh ơi. Vâng. Ai chị đừng, đừng manh động. Bạn đứng yên. Để tôi. Rồi bạn lên đi. Này nhiều thắp hương. Sao thế nhỉ? Đủ khách rồi anh ơi. Anh đi đâu ấy? Em đi bãi gỗ anh ơi. Bãi gỗ à? 4 lốp nhá. 4 lốp có đi mua rìu không anh? Không mua rìu đâu. Các anh ở đây có ai nhu cầu đi mua rìu không nhỉ? Em. Đây anh lên đây. Đi mua rìu xong rồi lên bãi gỗ nhanh. À em tưởng nó anh này bán rìu. Kìa tôi đi mua rìu mà. Không em mới là người bán rìu ạ. À thế mua của Thảo luôn nhé. Nhưng mà em biết gì rồi ạ. À thế mua đằng kia nhá anh nhé. Anh chị tạt đi mua rìu em xin thêm anh chị mỗi người 50 nha. Nhưng mà em có mua đâu. Thì thôi chị thôi, hai anh kia mua mỗi anh 50. Ok anh ơi. Thảo bán rìu mà thì Thảo lên hết rìu nhờ. Hôm nay nhiều người mua quá tới giờ phải bán được. Chắc là phải có 500 đến nhiều ạ. Cứ mỗi tối là Thảo cứ để lại cho xe là tầm 5 cây rìu nhé. Ô thế anh vẫn chưa tán được chị này à? Tán quá trời đó anh. Thế chị vẫn chưa đổ à? Chứ em thấy chị cảm nắng anh này mà. Chưa nè. À chị xuống rồi nhá, em lấy chị 50 nhá. Chưa. Đây thế để em tặng anh cái cốc nước với cả bánh ở trong hộp đồ nhá. Dạ vâng. À hôm nay em có món mới. Món gì đấy chị? Ui lại một cái bật lửa nữa. Sớm phải cuối. Mực á? Chị lấy mực ở đâu đấy? Đúng. Có sơ chế rồi nhá. Chị lại còn khuyến mãi thêm cái xổ số hết hạn. Em đội ơn chị. Cái xổ số đấy không phải của em đâu. Thế của ai hả chị? Ai bỏ vào đây ấy nhỉ? Em mời anh chị xuống mua bánh nước cho... mua bánh nước đi. Xong rồi mình sẽ bắt đầu đi thẳng lên trên đấy luôn nhá anh chị nhá. Em gửi anh một phần bánh với một phần nước nha anh. Dạ em cảm ơn anh. Hư sao mở không được nhỉ? Ủa, này slot luôn. Hôm nay anh ấy mặc đồ như đi ăn đám cưới này. À, chị quá khen. Em vừa đi ăn đám cưới về mà. Ê. Cái bật lửa hôm nay là đặc biệt để cho anh nướng mực anh nhé. Vâng, cảm ơn chị. Nãy giờ từ hôm gặp chị giờ em được 3 bật lửa rồi đấy. Còn em vẫn còn bật lửa đây người ấy không? Thôi chị ơi. Mỗi lần gặp là chị cho em một cái là được rồi. Em còn đếm được số lần gặp chị. Em lên thẳng bãi gỗ luôn nha anh chị nhá. Dạ vâng vâng vâng. Ok à? Chị về chỗ nào? Thì làm sao lúc nãy xuống mua dìu chị không xuống mà. Chị làm sao ý? Chị làm sao? Thế chị có nhớ anh tóc hồng này không? Anh tên gì đấy? Anh tên gì tên chị hỏi kia? Chị à? Em tên Té Re. Hồi tối hôm trước là em còn bật nhạc cho chị nghe nữa đấy. À rồi. Hôm mình mới đi bộ mình bật nhạc đấy đúng không? Đúng. Hôm anh chị đi tập thể dục với nhau mấy hiệp cơ mà. Tập thể dục đấy. Mất sức ghê cơ. Dạ. Em mệt chứ anh mệt đâu? Thì mệt chứ, mệt cả hai chứ nhỉ? Em mệt. Thế là anh yếu rồi, chị có mệt đâu. Thế chị có mệt không đấy? Không. Không á? Không. Sao em mệt thế nhỉ? Ô thế hôm nay chị tóc hồng rồi không đi với chị à? Dạ, mấy hôm nay cũng không gặp tóc hồng rồi. Nhưng tóc hồng chị có người yêu mới vào hay sao ấy là có tình yêu và thêm bạn bè ấy anh. Thế chị vẫn chưa có người yêu à? Đấy chưa? Bạn của chị có người yêu rồi đấy. Chị nghĩ sao về anh tóc hồng này? Mình cho đi một tóc hồng để mình nhận lại một tóc hồng. Anh ấy trông có vẻ thích chị phết đấy. Không thích đàn ông tóc hồng kìa anh ơi. Anh đi nhuộm ngay là tóc anh ạ. Có cái salon nào gần đây em ghé lượt luôn được luôn không anh? Em đổi màu tóc quá. Anh chọn tóc hơi sai rồi. Em thấy thế trông như BD ấy chị nhỉ? Buồn cười cực. Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà. Đúng. Bơ đầy Samsung đấy nhờ. Lông ba lông bông. Thấy chưa? Chị ấy chỉ thích người lái taxi thôi. Chị không thích tóc hai màu nhấp nháy, chặt gỗ đập đá, tập thể dục nha anh. Đúng. Chị đúng là người phụ nữ cũng không có quả tim nhỉ. Em thấy chị thẳng phết. Mình thích thì mình nói là mình thích, còn không thích thì phải là không thích chứ. Tức là chị thẳng quá rồi đấy. Ông nghe em đồng ý với quan điểm của chị. Mình không để người ta chờ đợi, dây dưa mất thời gian. Mình gần tới chưa anh nhỉ? Alo. Vâng chào anh. Em chào anh. Anh taxi cho em cho em hỏi một chút là từ bệnh viện mà lên chùa thì mất bao nhiêu anh? Từ bệnh viện mà lên chùa, anh có đọc được số? Số tôi không nhìn như là 109 mấy, 190, 109 gì đấy. À thế là anh đọc được số thì tí nữa đồng hồ nhảy bao nhiêu số là mình sẽ đọc được và mình thanh toán theo số đồng hồ đấy anh ạ. À ok, thế thì anh có thể qua bệnh viện đón tôi được không? Anh đang ở bệnh viện à? Nhưng mà bây giờ em phi từ trên bãi gỗ về cơ, hơi lâu một tí. Dạ. Anh đợi thì em điều xe khác cho anh nhá. À okay, anh bấm vào phần dịch vụ em xem em còn xe nào khác không thì anh gọi xe của em. Hoặc là anh dùng app anh nổ điểm của em cái. Tôi vừa gọi anh mì Quảng Đông thì anh ấy chạy xe mất rồi. À thế à, thế thì anh chịu khó đợi em khoảng 7 phút rưỡi em phi từ bãi gỗ về để em rước anh nhá. Ok anh. Bắt đầu tính giờ từ bây giờ nhá. Ok anh. Tóc hồng người ta gọi kìa. Anh ấy dỗi chị rồi. Chị nói thẳng thế bây giờ không? Em thấy anh đẹp dai, tóc tai trông cũng dân chơi. Ủa anh cũng vừa chê tóc anh như thế nào kìa? Em chê đâu. Em góp ý theo ý kiến của chị. Chứ thực ra là trông anh ấy cũng gọi là dân chơi đấy chị. Dân chơi mùa thu sang đông đấy. Dân chơi nửa mùa thôi anh. Thì đấy, thu sang đông anh. Chị có được chọn một mùa đâu. Em đã nói tránh ra thế rồi. Chị nói thẳng thế. Không có quả tim. Mình sắp tới chưa anh nhỉ? Mình sắp đến rồi. Anh trả lời nốt mấy câu hỏi của chị là mình đến nơi luôn đấy. Dạ vâng. Trời ơi, ba phải thế nào? Em Em nghe chuyện này là thực tế mà sao anh ấy về một phe được cứ Thảo nhờ. Nhưng mà nhiều khi loài người tiến hóa độc ác nhỉ chị nhỉ. Thực ra càng tiến hóa thì trí nhớ phải càng tốt chứ. Nhiều khi loài người càng ngày càng bị nhẫn tâm. Cứ gặp nhau nay quên luôn. Đúng rồi đó anh ạ. Mà xin phép anh chị nghe điện thoại cả nhá. Mời anh chị xuống xe. Để em thanh toán cho anh tóc hồng anh ơi, làm cho anh tóc hồng thanh toán cho em. Dạ vâng, thế là của chị là hết 8 lốp rưỡi ạ. Sao đây? Sao lại để thanh toán giùm tóc hồng đây? Em mà viết hóa đơn thôi chị. Tôi thanh toán cho coi như là chúng ta đặt tiệm quan hệ ở đây là được rồi, tôi không được anh không nợ tôi nhá. Coi như là hết duyên hết nợ ơi, chị phải nói thẳng thế. Hết nợ, đúng rồi, nó là thế đó. Bác Tài có bán nước không bác Tài? Có chị, anh đợi em tí. Vâng, chị thanh toán hộ em nhá. Có anh nãy ngồi đâu đây anh ơi, đây cởi trần đây. Của anh 8 lốp nhá. Chị có mang rượu không? Nãy báo giá rồi anh buồn cười nhỉ? 400 mà. Trời ơi. 400 cộng 50 là 450 mà anh. Em gửi rồi nha, em đầm anh ạ. Em thực mà chị là người buôn bán rượu lớn nhất. Từ đây về bệnh viện bao nhiêu á bác Tài? Từ đây về bệnh viện em bật đồng hồ anh ơi. Chắc là loanh quanh khoảng 400 anh ạ. Làm sao đây? Em khát quá. Mày lại giống tao đấy, tao cũng khát quá. Em đói nữa cơ. Cảm ơn bác Tài nhá. Vâng, cảm ơn anh. Miếng gì không anh? Có hai cái bánh ở trong này. Từ ta xem trong xe còn chai nước nào. Hết rồi. Hết nước rồi, đi uống tạm nước suối đi nhá. Giai có xuống mua đồ không Giai? Không ơi. Ok chưa anh nhỉ? Bắt đầu lại thấy ok dần đều đấy anh ạ. Em mời anh ly cà phê nhá. Vâng, em cảm ơn anh. Anh không mua đồ à? Không, tôi nhiều lắm rồi. Yếp, sao anh nhiều thế? Anh mua tàng trữ à? Đúng rồi, sợ chết đói anh trai. Ô, cà phê đâu không? Cướp xe anh. Cướp. Thấy rồi anh ơi. Ui dồi, chai nữa. Em cảm ơn anh nhá. Anh quán à, anh quán xèo à. Thôi con năm nước rồi. Không có vẻ sắp chết khát đấy. Quang Anh đi trước nhá. Anh không thử trải nghiệm đập đá với cả câu cá. Em thấy suốt ngày các anh ở trên bãi gỗ. Tại vì là khi mà anh kiểu cày một cái nghề thế thì cái kinh nghiệm của anh về cái nghề đấy nó sẽ hiểu biết hơn, thì anh có thể lựa các loại gỗ nó xịn hơn. Từ đấy dẫn đến những cái việc là anh có nhiều kiểu kinh tế hơn đấy, kiểu nguồn kinh tế hơn đấy. Thế tay nghề anh loại mấy rồi? Em thì đang là thợ bậc khá, thì nghề 8/10. Thế anh có thấy là nó ra nhiều loại gỗ xịn hơn không? Thì ở làm gỗ ấy, thì cái nghề mà chặt ra gỗ lim ấy thì là được nhiều tiền nhất. Còn lại thì là gỗ sồi và gỗ ốc chó. Thì nếu mà mình có nhiều kinh nghiệm ấy thì cái tỷ lệ mà mình săn được cái gỗ lim nó sẽ cao hơn. Thì nếu mà mình chuyên một nghề ấy, thì mình sẽ kiểu giỏi hơn trong cái nghề đấy. Em thấy hôm trước có ông nào em chở ông nào đi, có ông bảo là nếu như mà đỏ còn có tỷ lệ ra trầm hương anh ạ. Trầm hương ấy. Trầm hương lần đầu tiên em nghe luôn. Mà trong cái phần thu mua của thương nhân thì lại không thu mua trầm hương, không biết là bán cho ai. Anh có thu mua không? Thì cái đấy em nghĩ chắc là sau nó phải có cái gì đấy mà tỷ lệ nó hiếm thì nó cũng phải có tác dụng. Nên là nếu như mà có thì anh cứ liên hệ bên em thu mua nhá. Anh thu mua trầm hương luôn à? Vâng. Nhưng mà nếu có giá cả sao? Giá thì phải thời điểm nào các anh ra xong bọn em lên bọn em xem là trầm hương loại gì như thế nào đã. Thế là anh cũng chuyên về gỗ à? Em không chuyên nhưng mà em biết chỗ bán. Thế à? Vâng. Nhưng mà nó tùy từng loại ấy. Loại mà tốt thì em thu mua giá cao. Ôi mà này chính ra mà mấy anh chạy xe này là quan hệ rộng lắm này. Bọn em nghe khách nói chuyện suốt anh. Thế anh có chở ai làm đá với là làm nghề câu cá không anh? Ui chở suốt, không, câu cá thì ít. Thực ra là câu cá anh thử nghĩ xem. Người ta quay ra người ta làm cá, xong người ta đi thuyền. Đi thuyền xong rồi người ta lại đóng thuyền xuống cái chỗ bán. Thế là thành ra là câu cá là cái chết dí ở đấy luôn này. Có nhiều ông đi câu cá từ cái hồi mới lên thành phố câu đến bây giờ đã về đâu anh? Vậy, trên taxi anh có anh Phùng Khoa Học chửi khách luôn. À thế à? Chửi khách luôn hả? Chửi như nào anh? Đúng rồi, tôi gọi cho anh ấy xong đấy, anh ấy kêu là sao mày? Nói đi. Anh ơi, người cơm bánh áo của người ta, anh làm sao đấy? Là có nhân viên như thế nhỉ? Cái đó là tôi phản bác lại thôi, cái này mà có từ 1 sao tới đánh giá tôi được. Anh đi hôm nào đấy anh? Cái này anh về anh cũng phải góp ý lại với sếp anh nhé. À sắp tới ở cửa công ty em là có cái hòm thư góp ý các anh ạ. Thì nếu như các anh có feedback thì các anh cứ lên đấy các anh góp ý giúp em. Em mời các anh xuống xe. Vâng vâng. Em viết hóa đơn cho các anh nhá. Của anh là đi từ bệnh viện lên là 400 ạ. Đây em chuyển khoản cho anh luôn. Anh chị ơi, có ai về thành phố không nhở? Rồi anh vừa chở em lên anh lại gạ em về luôn thế. Về luôn đi anh. Ôi trời, được mấy cây à? Về luôn đi, tí không có xe về đâu anh ơi. Nghĩ kỹ vào. Ngày kia em mới về anh ơi. Ơ kìa anh. Dạ, sao đây anh? Đâu thế? Sao đây? Ai về thành phố không nhở? Về thành phố đấy các chị em ơi, thành phố đây, về thành phố đây. Anh ơi, về thành phố không anh ơi? Thưa anh ơi, mới vác được cái chút xíu à. Về luôn đi anh, chưa trời mỏi, ơi, tí không có xe đâu anh ạ. Trời ơi, chưa có mỏi vai lắm. Anh ra về thành phố anh trai. À không nha, không nha. Về cắt tóc đi anh ơi, chặt ở đây mấy hôm tóc dài ngoằng rồi. Về thành phố cắt tóc đi lên chặt tiếp. Thôi tôi để dành chừng nào mà nó dài tới đứt tôi mới cắt. Anh về nhuộm lại tóc của anh ơi. Về thành phố anh. Có nhuộm tóc nữa hả? Vâng, về thành phố nhuộm lại tóc đi anh. Anh chặt bạc hết cả đầu rồi. Nhưng mà nó đẹp. À nó đẹp, vâng, ok anh. Anh ơi, về thành phố mua quần áo đẹp anh ơi. Alo. Anh ơi. Dừng nghe rồi. Rồi. Anh ra đi đâu chứ? Tôi đi miếu môi anh ạ. Anh đi miếu à? Đúng rồi anh ạ. Anh lên miếu làm gì đấy? Nay tháng 7 cô hồn tôi cúng cho bớt xì chết anh ạ. Anh xì chết thế cả. Thế anh bây giờ lên miếu thì anh phải đợi một tí em đưa ông này sang bán gỗ cái nhá. À ok anh, vậy để tôi soạn cái tăng để tôi cúng. Vâng. Anh lên miếu xong anh có về không để em đợi? Chắc là có đó anh. Anh không ngủ ở miếu luôn đi. Ok. À nhưng mà miếu ấy ra kiểu gì? Miếu đó hình như tôi nghe nói là ở 1009 nhìn ra hay sao anh ạ? Nhưng mà hình như phải có thuyền mới ra được mà. Ồ phải có thuyền à? Đúng rồi. Mình bơi ra không được mà anh. Anh bơi ra miếu thì lỡ mà ra có kéo thì anh bỏ tôi lại cũng được. Thế thì em chỉ đưa anh ra thôi xong em đi nhá. Làm sao em đợi anh bơi được? Nhưng anh bơi 3 ngày sau anh mới nổi lên thì làm sao? Em sao đợi được đúng không? Thế không ấy anh ra anh dớt tôi vô được không? Không được, cái hành thế, khó thế. Em chỉ đưa anh ra thôi. Không, tôi thợ câu mà tôi bơi giỏi anh yên tâm. Nhưng mà cái câu chuyện là em không biết được là anh có bơi ra được đến đấy không, khó đấy. Không biết xe mình có đi được trên mặt nước không anh? Không anh. Xe em mà không đi được trên đâu, nó thành tàu ngầm đấy anh ạ. Khó thế nè. Anh có hay ăn canh chua không anh? Em không. Anh sợ ma nấu canh chua à? Không có, tính tặng anh con cá hồi về nấu canh chua. À. Em không ăn đâu nhưng mà nhân viên nhà em nó ăn đấy anh ạ. Thế hai con nhé. Vâng. À, bên em là biên chế là 12 nhân viên anh. Bây giờ về tự nhiên là mất đoàn kết nội bộ, anh em lại đấm nhau ở đấy, khổ em ra. 12 nhân viên thì như là 4 cá hồi làm được 12 miếng thịt đấy anh ạ. Nhưng mà khổ nổi cái hộp xe của anh không đủ. Đâu, em đấy em cầm rồi, anh để thoải mái. Hai con nữa nhé. Đủ anh nhé. Vâng. Ui, 4 con cá này đã 12 cân rồi à? Đúng rồi anh. Khiếp, nặng thế. Anh có đi bán cá không? Nữa còn nặng hơn nữa. Đâu, em chưa thấy con cá ngừ bao giờ luôn ấy. Tôi lại không có ở đây anh ạ. Tôi có mực, tôm với cá hồi thôi anh ạ. Trên đời làm gì có cá ngừ, anh lừa em. Hỡi, có hết. Em phải thấy cơ em mới tin. Vì cái chuyện trên đời của cá ngừ. Em chở bao nhiêu khách đi câu rồi người ta không giờ người ta câu được con cá ngừ nữa cả. Thế thì chắc là tôi thợ câu giỏi anh ạ. Đâu, anh cho em xem nào. Tôi không có câu, không mang thiếu ở đây. Tôi được sao anh nhé. Vâng. Ê, anh vẫn lên miếu à? Vâng. Anh bị xì chết đúng không? Đúng anh. Em có cách để chữa bệnh cho anh đấy. Như nào anh? Anh vào đồn cảnh sát anh chơi với con chó. Trời ơi, con chó đó làm tôi xì chết thêm đó anh. Thì hên xui mà anh. Bây giờ mình đã xì chết rồi thì mình còn gì để mất đâu. Mình lỡ là mình lên miếu mình văng tế một cái cho nên trải nghiệp đỡ gì chết anh. Ok nhá, tí em đưa anh lên miếu. Anh em đưa anh này ra chỗ tập thể dục đã nhá. À, anh này đi tập thể dục à anh? Đúng rồi. Đúng vâng, rồi. Anh có đi tập thể dục với anh ấy luôn không? Biết đâu hai anh lại yêu nhau. Đấy. À, thôi anh ạ, tôi không có nhu cầu về tập thể dục cho lắm. À, nhưng mà anh trai để ý cái cân nặng đó nhá. 2 ngày tôi... đi tập một lần cũng được. Tôi để ý cân nặng lắm anh. Nên đi câu lúc nào về cũng mất tầm. Alo anh, anh cho hỏi anh có đang chạy taxi không nhỉ? Có anh ơi. Anh đón em ở bệnh viện cho em lên bãi gỗ vậy. Ok anh ơi, anh đợi em tí cho. Ok anh ạ. Nhà đắt khách thế nhỉ? Câu cá ổn định không anh Trang? Câu cá thì nếu mà anh để ý thì nó là sẽ là ổn định á. Với cả nó vui anh ạ. Mọi người quay thuyền và nói chuyện vui lắm. Còn hôm bữa là hình như là tôi không để ý cái số cân nặng trên người, tôi mất tầm 55 kg cá chứ không nhiêu. Thôi. Đấy, lại một câu chuyện buồn đấy anh Jason ạ. Buồn thì chứ, vừa mất mấy trăm cây gỗ xong. Anh cho em xin 4 lốp nhá. Ở viết hóa đơn lỗi anh. Vâng vâng, viết hóa đơn ra đây. Anh đúng. Rồi, em gửi anh. Em cảm ơn nhá. Ít tiền uống nước nha. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều nhá. Chúc anh tập thể dục vui vẻ. Dạ dạ. Ủa. Xe anh là không có kính hay là xe anh là xe không kính vậy anh? Dạ, xe không kính không phải là vì xe không có kính. Bom dập bông dung thì kính vỡ mất rồi anh ạ. Câu chuyện buồn lắm nhỉ? Vâng, chuyện buồn đấy. Em qua bệnh viện bắt khách cái anh đợi em tí nhá. Ok anh. Anh thoải mái anh. À, hôm trước anh có trao đổi với tôi cái quần đó không biết còn anh còn mang vừa không? Em vẫn đang mặc anh. À, tình cờ đấy nhờ, tôi cũng đang mặc cái quần của anh này. Vâng, mặc rất là ok và thoáng khí anh. Về người yêu em khen tấm tắc. Anh đổi đâu được cái quần đẹp thế. Trời, cái quần người yêu tôi tặng anh. À thế à? Chết. Thế anh hôm đấy không nói em mặc ngại thế, em mặc đến tận ngày hôm nay này. Qua công ty mới phát đồng phục rồi em mới thay, em để ở công ty. Gọi taxi anh ơi. Dạ không, gọi này. Anh trai kia kìa. Anh gọi anh một cười. Anh ra anh đi xi măng đúng không nhỉ? Vâng. Tôi gọi taxi, gọi taxi. Anh đi đâu nhỉ? Lên bãi gỗ anh ơi. À vâng, anh đợi em tí nhá. Bấm đồng hồ đi. Anh đợi tí. Ok. Anh phóng xe hơi kinh. Đường này hình như cái bảng là không được đi anh ạ. Do not enter. Do not enter là wrong way, là nhầm lỗ đấy. À đây anh nhìn nhá. Đây là hai đường này. Bên phải này là wrong way này, còn bên trái thì mình được đi này. Mũi tên nó chỉ ngược lại rồi anh nha. Đấy là nhà nước người ta in ngược đấy anh, yên tâm. Thế anh thì nói thế, tôi may cho anh là tôi đang off duty. À tôi anh cảnh sát à? Anh nhắm mắt vào anh mở mắt ra này. Đấy, đúng làn rồi. Đấy, hợp lý đấy. Hết mẹ. Anh thế giới ngầm ấy, trông anh như giang hồ ra anh lại làm cảnh sát. Tôi là cảnh sát chìm. Bảo sao thấy cái tóc ăn của xanh đấy. Anh có muốn chìm hẳn không? Đi miếu với anh này này, anh chuẩn bị bơi ra miếu này. Thôi, tôi chìm ban đêm thôi, ban ngày tôi lại nổi. Chìm sâu quá ban ngày nổi không kịp. Thế là anh trực ca nào đấy để tôi còn né né ra tí. À, tôi trực không cố định đâu anh ạ, nó tùy hứng. Thế là bình thường là mình không trực là mình sẽ lên đập đá. À không, mình lên đập gỗ. Thì cũng phải đi kiếm ăn chứ. Chắc là tôi bây giờ làm việc vì đam mê mà. Thế là anh giống bọn em mà, bọn em làm việc vì đam mê đấy. Lái taxi giờ cũng chết tươi. Alo. Alo. À, còn chạy taxi không anh ạ? Có anh ơi, anh ở đâu nhỉ? À, cho tôi một chiếc taxi tới bãi gỗ. Anh đợi em 5 phút rưỡi nhá. Ok anh. Anh bảo anh làm việc vì đam mê thế, tôi anh đi taxi này tiền khách trả nó chảy đi đâu anh? Dạ nó chảy về công ty để trả nợ anh ạ. À, ôi công ty xe cộ trông đẹp đẽ bóng loáng thế này mà lại nợ ghê thế à? Vâng anh, thì phải nợ thì mới có xe để chạy chứ. Từ đầu bọn em tính toán sai, rồi bọn em nghĩ là nó sẽ ra được rất là nhiều tiền. Nhưng mà về sau thì bọn em tính toán này cũng đúng là ngoài dự đoán, là ra được rất nhiều lỗ anh ạ. Không biết có lỗ nào để chui vào không. Ui. Và nghe bảo là dạo này bọn anh còn kinh doanh cả cái dịch vụ thu mua tận nơi đấy. Dạ nhưng mà bây giờ nó thu mua có giờ anh ạ. Bọn em thu nhiều quá dân thì em thành lười. Ông nào ông ấy đứng hết ở trên đấy, thế là chả ai chịu về cả. Thế là thành ra bọn em tự giết bọn em. Taxi thì chết, xe tải thì lại đông. Thế bên bọn anh là thu vào cái giờ nào nhỉ anh nhỉ? Dạ bọn em thu vào giờ. Anh bình thường thì anh hay làm gỗ vào giờ nào ạ? Tôi chắc là hay làm ban đêm thôi. À thế bọn em lại thu ban ngày anh ạ. Không ăn thua rồi. Vâng, không ăn thua lắm. Thế thôi thì mình lại dùng taxi vậy. Vâng, có thứ gì anh alo taxi bọn em lên đón anh lại về bán gì đâu. Anh ơi bây giờ có hai option này. Một là anh bơi thẳng một phát từ đây luôn. Hai là em cho rồi, anh gần bên kia một tí. Không em đang bảo anh này đi ra miếu. Để cho em gần tí đi anh. Gần một tí gì anh? Anh ra này đi cái gì mà mạo hiểm thế nhỉ? À anh đi miếu anh ấy đi miếu. Miếu à? Anh đi tu à? Không, anh ấy đi cầu duyên anh ạ. Anh ấy muốn có người yêu. Thì anh đi lên trên chỗ hoang vắng này cầu duyên thì anh chỉ có gặp khỉ chứ anh gặp làm sao được người. Tôi đi cúng cổ hồ mà anh ạ. Bây giờ cũng đang tháng 7, tháng cô hồn đấy. Anh ơi, trên đấy chắc là đông đấy. Em giới thiệu với anh luôn, đây là hướng của cửa miếu anh nhé. Cửa miếu sẽ nhìn ra mặt này. Đằng sau là dựa vào núi anh ạ. Thì trước khi mà mình bơi ra thì em xin phép viết hóa đơn cho anh đã nhá. Anh nhỉ. Tí là anh quên đấy. Anh từ Chu Mát ra đây để em lấy anh 4 lốp nhá. Ok anh nhá. Thôi khiếp lên 5 lớp đi. Vâng, 5 lớp rồi. Nhưng mà em bảo nhá, trong cái trường hợp mà anh không nổi lên được ấy, thì anh nhớ alo cho em trước nhá. Em ra em gọi người ra vớt về. Ok anh. Ok. Chúc anh may mắn. Có gì chập nữa quay lại đón tôi, quay lại Chu Mát nhé. Vâng, thì lúc nào ấy thì anh alo cho em. Nhưng mà theo kinh nghiệm em đưa khách ra đây ấy, thì người ta phải lấy đà ở chỗ cái thùng phi kìa anh ạ. Xong rồi chạy thật nhanh. Ra đến cái đoạn gần cọc này thì anh nhảy một phát thật mạnh. Thì anh đã tiết kiệm được rất là nhiều sức rồi. Hầu hết là mấy khách đấy là chết hết rồi. Hay là tiết kiệm sức cho em anh? Alo. Alo, lúc nãy tôi vừa gọi taxi á, nhưng mà có taxi tải lên ta bán đồ rồi, chắc tôi không cần nữa anh bác Tài ơi. Dạ ok em nhá. Ok. Cảm ơn nhá, xin lỗi nhá. Dạ không có gì anh ơi. Ok. Anh cũng đông khách phết đây. Đồng đầu anh ơi, toàn khách lẻ anh ạ. Taxi thì chạy khách lẻ thôi chứ mình có chạy xe du lịch đâu mà cần khách đoàn anh. Nếu như mà xét về cái khấu hao xe với cả là cái sức lao động ấy, thì khách lẻ là bọn em lỗ. Anh hiểu vấn đề không ạ? Nếu như 2 khách thì bọn em hòa vốn, còn nếu như 3 khách thì bọn em bắt đầu là được lãi. Cũng khó nhỉ? Vâng, khó mà anh. Nó đau đầu nan giải lắm. Em xin phép và anh off duty rồi, em đi đường này cho nó nhanh nhá. Vâng, anh cứ đi thoải mái đi, tôi không để ý đâu. Vâng. Ngày trước tôi cũng hay đi đường này. Đi đường này thì ngoài cái nhanh ra thì nó có ưu điểm là tỷ lệ tử vong rất cao anh ạ. Đúng rồi. Nó hơi nguy hiểm một tí. Tôi cũng gặp nạn mấy lần ở chỗ này rồi. Nên là chính quyền cấm đi đường này đấy. Ra chính quyền cấm là để cho mình đi đấy. Vâng, đúng rồi. Bây giờ chính quyền không cấm thì chắc đường này sẽ phải đi. Đường này ngày xưa hay có cướp lắm anh ạ. Bây giờ thì chắc không có đâu, có một đợt bọn tôi càn quét cũng khá khá. À vâng. Đường này được cái là ưu điểm là nhanh nhưng mà nó nguy hiểm anh ạ. Chỉ mất tập trung một cái thôi là bọn em sửa xe luôn. Thành phố mình thì theo tôi biết thì như bây giờ vẫn chưa có chỗ sửa xe đâu. À sửa được rồi anh ạ, lúc nãy bọn em vừa đi sửa rồi. Vâng, nhưng mà chi phí nó dã man lắm anh. Thì chính quyền biết làm tiền quá. Từ khi em đẻ ra đến bây giờ chưa giờ em khóc anh. Lúc nãy em vừa khóc thôi. Tiền sửa xe dã man quá. Không mà cũng dã man. Bây giờ dịch vụ dã man quá. À, có mỗi taxi là rẻ nhất. Cũng, nhân tiện là tôi cũng báo cho anh biết thì là giá tiền phạt sắp tới là cũng dã man đấy. À thế à, lại một lần dã man nữa hả anh? Ừ, lại một lần dã man nữa. Ừ. Cũng hơi sốc nhưng mà chính quyền với cả các cấp trên yêu cầu thì mình cũng vẫn cứ phải làm thôi. Vâng, thế chỉ đạo thế nào thì mình cứ làm theo như thế thôi anh. Nên là các anh cố gắng lái xe nó bình tĩnh, an toàn một tí. Vâng, anh yên tâm. À, em gửi anh. Ok. À, em xem lại đồng hồ cái. Sao lại 253 nhỉ? 432 đi, cho nó dễ. Vị sai ở đâu đợi thì. Ở bên tôi là tôi thấy là đồng hồ nó còn không nhảy cơ. Em xin lỗi, 333 đô anh ạ. Anh chưa nhảy. Em gửi anh nhá, anh thanh toán hộ em vậy. Tôi gửi hóa đơn rồi nhá. Ok anh, chúc anh bổ vỗ vui vẻ nhá. Xuân ơi, Xuân ơi. Điện xe à? Có ai về thành phố không nhỉ? Trai còn 5 dìu nữa anh trai ơi. Anh trai áo đen về thành phố không? Em đi xe riêng anh này. À anh đi xe riêng rồi à? Anh về thành phố à? À không, em đang bắt khách về thành phố anh ạ. Để khi nào anh bắt khách về thành phố xong nhớ báo em nhé. À để anh đi theo bản tốc độ à? Anh đuổi thế nào được? À không, tôi có vi phạm đâu mà anh. À để khi nào anh bắt xong thì nhớ báo em nhé. Có cần thế. Anh ơi chưa có gì. Đây anh đang chờ anh Tài. Đâu anh? Em còn đang gì? Về thành phố mua nhỏ tiền cho tôi nhỏ. Trời ơi. Nó chơi chết anh rồi. Sếp ơi, nó không như sếp nghĩ đâu sếp. Anh có cái anh nào mới gọi điện cho công ty mình kêu là chiếc xe bán tải em mới lên đó. Đúng, bạn em bảo hủy chuyến. Bạn em gọi à? Bạn ấy gọi đặt taxi. Bạn ấy bảo là gọi taxi lên bãi gỗ. Thì là anh phi lên tận đây rồi. Thì bạn ấy mới gọi điện, bạn bảo xe tải lên rồi. Nên bạn không đặt nữa. Trời ơi, bạn còn nói gì nữa chắc chắn. Ôi dồi ôi, cảm ơn anh taxi tải nha. Nếu mà không có anh taxi tải là tôi phải tốn tiền đi taxi về thành phố rồi. Rồi, cảm ơn anh nha, lại xe tải kìa. Người ta cảm ơn kìa. Cảm ơn xe tải nhiều. Này, giả tiền tôi đi. Đừng làm giả từ nãy giờ. Thảo em cầm phiếu chứ Thảo. Anh trả tiền thôi. Chị gái đi taxi về thành phố chị. Anh ơi, tôi mới vào ở quê lên này. Anh để cho tôi đi ké không mất tiền. Ké cái mé, à không, ké cái gì chị buồn cười, người ta kinh doanh dịch vụ chị. Ké thì bọn em lấy gì mà ăn chị. Anh cho tôi bám vào cái cạn thôi cũng được. Không được chị. Này năm cái đúng không? Không được bạn, không được. Ông nào cũng lớn nhỉ. Ô mẹ, cô chú. Em được. Chú gọi taxi đúng không chú? Không. Chú gọi chú số chú 2207 vừa gọi xong. Không. Ủa? Đúng số chú 2207 không? Chú kiểm tra lại số chú xem nào. Ủa đúng rồi. Thế chú gọi taxi. Ủa tôi tội các sinh gì? Cháu thì gọi cháu lên đón. Ủa làm gì có gọi? Ơ chú này gọi taxi mà không đi à? Ủa? Cháu mất công lên tận đây rồi. Vậy cậu đợi xíu, Vâng. Nhanh chú nhá. Anh có về thành phố cắt tóc không anh? À không nha, Anh tóc anh dài lắm rồi, trời ơi. Người yêu tôi nói là thích cái tính cái lãng tử của tôi ở mái tóc đó. Thế anh định khi nào anh mới cắt? Tôi để sau anh à. Đi về cắt đi. Anh không thấy đẹp à? Tôi không. Tao để dài có là đi ỉa nó quét đít anh ạ. Trời ơi. Anh về thành phố mua áo không anh? À, không anh ơi. À, anh này quen nhỉ? Anh cảnh sát. À vâng. Thu chỉ 1 tiếng thu 1 lần anh ơi. À 20% trên tổng hóa đơn ấy. 600 hả anh Vẽn? Đúng rồi. Cũng khó nha. Anh tin chứ nhỉ? Rồi anh ạ, cảm ơn anh nhé. Ok, cảm ơn Vẽn. Ông em ơi, em bán bánh nước này em ạ. Chú đợi, chú đừng manh động. Chú về đâu nhỉ? Tài xế ơi. Ơi anh. Hồi nãy tôi bốc về đâu cậu? À, chú bốc về bệnh viện ạ. Ok, về bệnh viện về. Không, về bán gỗ. À, về bán gỗ chú. À, thế chú lại đổi điểm. Chú đổi điểm, chú phải nói. Anh tài xế ơi. Chú đợi cháu tí. Ơi, sao đây anh ơi? Vâng, anh ơi cho em hỏi bây giờ nếu em muốn đi ra tạp hóa em mua đồ, tạp hóa gần nhất thì có giá bao nhiêu anh trai? Ui, về em có khách em về thành phố rồi, em không ra tạp hóa nữa đâu. Thế anh thì tài xế mình di chuyển chưa nhỉ? À đây, chuẩn bị di chuyển anh ơi. Anh mua gì nhỉ? Mua nước với cả đồ ăn à? Vâng, em mua ít bánh nước. Anh ăn cá không? Em lại cũng không ăn cá, em khát nước, em đang khát nước. À thế à? Thế thì chịu rồi. Chú làm cái gì thế em chú? Thế anh Tài anh có tí nước nào không anh bán lại cho em? Em không có anh ạ. Anh thông cảm. Vâng, chú không làm gì không chú? Thì hai anh có anh nào lên lại không mua thêm ít cả nước không? À không, bọn anh về luôn, anh hết ca rồi nhá, tí nữa em gọi ca khác nhé. Tôi lên lại ơi, cậu ơi, tôi lên lại. Ok à, chú lại lên lại à? Em mua gì nhỉ? 5 bánh với cả 5 nước là được ạ. 5 bánh 5 nước à? Anh tính cả bánh cả nước mỗi bánh 75 đô nhá. Ủa? Nhút tí nhi đờ môi ơi. Cái gì? Sao chị? Anh ơi, tôi vừa được sự giới thiệu của anh kia kìa. Anh bảo tôi là nói thật với anh 4 tiếng vừa rồi tôi kiếm được gần 4.000. 4.000? Đấy, tôi thấy vất vả lắm. Anh xem mà có chân lau dọn lau cơm mà tôi bảo ngờ tôi làm việc với hôm anh ạ. Chị cứ chặt gỗ đi, nhá. Bên em con trai về có 2 phương án, một là chị tiếp tục chặt gỗ, 2 là chị đi chuyển giới giúp em. Không được. Thế thì chị còn mỗi phương án thứ nhất thôi. Lao động không dọn dẹp à? Công ty không cần lau dọn gì à? Dạ không chị. Lúc nào mà có thì em báo chị sau nhé. Vâng. Lúc nào thì anh. Chị có về thành phố không? Tôi về thành phố mất tiền anh ạ. Thôi kìa, chị tôi kiếm được ít tiền. Anh ơi, anh mua cho em 5 bánh 5 nước. Cảm ơn anh nhá. 5 bánh 5 nước á, Anh nào? Anh phải nhá. Anh tính 75 đô trên 1 nhá. Vâng. 5 bánh 5 nước đúng không? 10 bánh 10 nước ạ. Ok. Thế anh tóc dài này đi đâu ấy nhỉ? Đi về bán gỗ luôn bác Tài ơi. À về bán gỗ à? Chuyển giới tiền đâu mà chưa chuyển giới. Chú kia cứ ôm khư cái túi tiền hoài thế nhỉ. Từ đây cháu ơi, cầm giùm cho. Cả nhà mình thắt dây an toàn và nhá, chuyến đi của mình sẽ rất chi là nguy hiểm đấy. Đấy nguy hiểm lúc đấy, chú đưa cái túi đây con ôm dùm cho, chú ôm cái nó rớt ra ngoài cửa sổ nó là mệt đấy. Ờ kìa. Anh ngủ gục rồi hả chú? Sao nó ngộ ngộ bay? Chú đợi cháu tí chú. Cháu đang xem lại cái hệ thống giảm sóc nó có vấn đề gì không? Alo, mình có thể quay lại miếu đón em được không ạ? Trời ơi, giờ này quay lại miếu với em mẹ đang ở tận bãi gỗ rồi anh Giai ạ. Em đợi được anh ạ. Anh trên... Ừ, rồi, anh ở chỗ nào đây? Vẫn chỗ anh đáp tôi xuống luôn. Vẫn chỗ lúc nãy à anh? Vâng, vâng. Anh đợi em tí. Vâng. Thanh niên đằng sau. Sao đó chú? Bình thường mấy chặt gỗ là bay giặt full người mày mới đi bán đúng không? Đúng rồi đó chú. Cái đó là câu hỏi nó mọi người đều có đó chú. Chú chưa đầy người ta. Ok ơi chú lên sao con mà. Chú chưa đầy người chú đã gọi taxi đi bán rồi. Không mà đầy tôi mới gọi. Ừ. Thế chú chưa có đi xử lý nữa, chú thấy đầy rồi đấy. Xử lý rồi. Là chú xử lý rồi. Chú già rồi, chú có biết tốc độ của xe cảnh sát là bao nhiêu km/h không? Tốc độ xe cảnh sát hả? Xe của cậu là 120 đúng không? Vâng chú. Trời ơi, tuổi tôi lớn rồi sao biết được. Nhưng mà hôm bữa đi chung thì hôm bữa đi đúng một lần được chung hình như là nó 143. Anh thấy hình như anh trai mới vượt cái đèn đỏ thì phải. Không, đèn đỏ không đúng. Không, đèn đỏ nháy linh tinh. Nhưng mà sao nó đi theo dữ vậy? Thì đấy mới là câu chuyện ấy. Giống như anh bác Tài, anh cảnh sát hay chơi trốn tìm nhau đó. Chú, theo luật giao thông thì cái đường này được đi tốc độ bao nhiêu chú? Tôi có thi bằng lái rồi mà tôi biết. Em nghe là như bữa em đi với anh Mép ấy, thì nghe là đâu cảnh sát phạt anh ấy. Nói là 90 thôi đấy. 90 à? Ok. Anh hình như anh đi tới 120 rồi đấy. Ủa dễ vậy? À trời sương mù chú ạ. Nó quay lại rồi, nó quay lại rồi. Chú thấy không? Rất là đơn giản. Nhưng mà nó đi theo làm gì vậy? Thì nó bắn tốc độ chú. Ủa nó chạy theo mình sao nó bắn tốc độ được? Thì chú đi hỏi cháu. Ta chưa hỏi chú. Ủa, đi đâu vậy? Chú. Cho cháu thở tí. Đi qua bây giờ chú này. Bài cả đấy. Không biết thừa. Rồi, có cái... Sao mà nó đi qua được? Hồi nãy nó đi vượt qua mình rồi. Ôi! Chú thấy không? Nó vừa qua đúng không? Đúng rồi. Sao cậu rành quá vậy? Ui, nó lại sắp qua một lần nữa chú ạ. Thiệt, sao mà nó qua lần nữa, nó đi về thành phố mà. Không. Im cháu. Không, nhưng về thành phố sao mà nó chạy qua được. Nó nói cậu rồi. Cháu vòng qua cái miếu moi, cháu bắt một khách đợi trên đấy nhá chú nhá. Cậu cứ chạy đi, tôi đang đếm gỗ. Vâng. Sai rồi. Ai gì? Chú đây rồi. Đây năng suất thấp dữ vậy. Hình như đằng sau em thấy có gì nó sáng sáng thì phải. Trời ơi, cái đằng sau kìa. Ủa, nó qua nó vào chú. Chú nhìn hộ cháu. Trời ơi, tôi cũng mới thấy à. Ê, cậu mà thắng gấp là một cái là nó tông mình là mình bắt đời nó được. À đúng đúng đúng. Tội không giữ khoảng cách an toàn chú ạ. Đúng. Ngồi chặt hẻm liền, đặt hẻm liền. Dễ vậy? Ây giời chú, tao làm nghề. Rồi không thấy nó rồi, Thanh niên nhìn dùm chú, thanh niên đếm gỗ tiếp. Ủa bán gỗ xong lại lên lại chú? Đúng rồi cậu ơi. Sau này chú cũng bán cho xe tải luôn. Ồ. Thấy chú có vẻ hơi sai nhiều đấy. Nếu có xe tải sao tôi gọi taxi? Cũng đúng. Nhưng mà lúc nãy có xe tải mà chú. Chắc là lúc tôi gọi taxi xe tải nó chưa tới. Tôi cái gì vậy? Đây khách chú ạ. Nhanh Giai ơi. Lên nhanh cậu ơi, lên nhanh. Sao anh Giai review về cái miếu cái. Miếu lừa lắm anh ạ. Ơ kìa, lừa là nhau. Miếu kêu này mà muốn được giải tỏa căng thẳng gì đó là phải có tiền công đức. Mà tiền công đức thì không được dưới 1000. Tôi chuyển trước 1000 xong miếu kêu là phải đợi ngân hàng in sao kê sổ đỏ gì đó. Nhưng mà hôm nay chủ nhật ngân hàng không làm việc. Tôi lại phải chuyển 500 đô cho ngân hàng để ngân hàng làm việc. Xong trưởng phòng đang đi qua tới thì bị bể lốp xe. Nên tôi phải chuyển tiếp 500 đô tiền lốp xe nữa thì cái miếu nó mới hoạt động anh ạ. Thế chốt lại là có giảm não không ạ? Có giảm xì chết không ạ? Anh ra. Có anh ạ. Tan nan nhỉ? Nhưng mà tôi bắt đầu căng thẳng hơn rồi đó. Miếu đó thờ gì? Thờ thần nào vậy cậu? Miếu có tên là miếu Moi chứ. Thần Moi ạ. Moi à? Thằng đó xin lỗi cậu chứ thần đó nó có gì mà phải thờ nó vậy? Làm sao cháu biết được? Cháu đưa khách lên đây cháu đã thờ rồi đâu. Cậu tóc xanh. Miếu nó kêu là phải thành tâm. Thì tôi kêu là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái miếu đó nó 5 triệu chú ạ. Nó đâu phải Phật đâu. Thì đó nên miếu mới không chịu, mới bắt tôi nói lại. Rồi thần đó thì mình khấn làm sao? Amoy à Phật. Amoy thôi. Ta là Amoy thôi à. Hôm nào chú có lên miếu không? Hôm nào chú lên thử xem. Chưa lên lần nào cậu ơi. Ê Cậu gặp ma chưa? Ma ở đâu? Hãng xe cậu nè, hồi chiều nè tôi lên xe mà có cái giọng của thần đó đó. Hả? Hả? Đâu ra? Gì dữ vậy? Cậu hỏi đồng nghiệp cậu đi, có à. Như nào? Má tên là ma gì chú? Như nào chú? Tò mò thế. Giọng nó nói giống như nói trên trời nói xuống vậy, nói giọng nó rất là echo. Ồ, vậy là cái miếu chú ơi, cái miếu. Thần đó đúng không? Thần đó đúng không? Đó, hay là thần gọi taxi? Thần. Ủa sao thần gọi taxi được? Thì thần cũng phải di chuyển chứ. Cũng đúng hả? Thần bay mà. Không. Chú thấy không? Chỉ có đi với taxi thì mới nghe giọng thần, thì chắc thần gọi taxi. Thế trong công ty anh có ai mà nó âm hưởng vang như vậy không anh? Không, chưa nghe thấy bao giờ luôn. Giờ nghe mới thấy lạ này, mới tò mò. Có một thằng. Nó tự giới thiệu. Tự giới thiệu thôi chứ. À. Công ty cháu có một thằng cũng tên là thầy đấy. Nó có chữ thầy đấy. Wow. Nhưng mà có vang không anh? Thầy Silit gì ấy. Không, nhưng nó lại không vang. Nhưng mà nó có phép. Wow. Nó làm mất được xe ô tô. Ủa mà cậu taxi tên gì? Đã. Cậu tên gì? Cháu tên Nhu Đề Nhi được mày. Ừ. À. Sao cái tên anh giống cái miếu đó? Không, đến trung hợp. Miếu kia là miếu moi tiền. Cháu moi là moi khác, cháu là The Moi khác. The Moi men. The Moi. Mọi ở nhà bán vỗ nhá. Rồi tới cậu đợi tôi chút xíu nha. Con anh trai không bán gì à? Tôi cầm cá mà sao tôi bán gỗ được anh? Nghe nói có kẻ nào đã bán bộ ta đúng không? Con mẹ nó. Ô kìa. Đâu ra đấy? Con xin lỗi. Cái gì? Xin lỗi. À mời. Chưa bán xong đấy. Tâm linh quá vậy. Bán đi. Bán lẹ đi rồi đi, trời ơi. Mọi người đồng thanh với tôi đi. À mời. Đi rồi. Đi rồi. Anh trai ơi, em đi trước đây. Nhanh lên ơi, sợ lắm rồi. Đây anh trai ơi. Nghe thông quán qua tôi kiếm không ra. Xe cảnh sát. Ở kìa. Đó. Cái mặt kia. Đó. Ủa, lướt qua đời anh 2 lần rồi đấy. Trời ơi nên. Ô. Nghe. Ôi xe cảnh sát làm sao? Ồ, nghe được rồi. Xe cảnh sát bật đèn anh ơi. Xe cảnh sát bật đèn kìa. Ủa, mà cảnh sát bật đèn thì như phải tấp vô à. Chói dữ vậy. Bật đèn. Úi da. Ây da. Cậu ơi, cậu có thể chạy không? Tôi bị mất căn cước rồi cậu ơi. Ô bây giờ lại đi đâu chứ chú nhỉ? Lại về lại bãi gỗ à? Quên nữa, anh nói cho em đi về sân tập đi. Tập thể dục á? Tập thể dục. Ôi trời ơi, nghe thình nó kế bên quá cái quên. Bây giờ thế này nhá. Chú về công ty với cháu, ngồi uống cốc nước chè để cháu giao ca một cái. Xong rồi sẽ có bạn nhân viên đưa chú lên trên bãi gỗ. Ok. Tôi trốn trong cổng được không? Trốn đâu chú? Trong công ty cậu. Được chú. Ok. Nhưng mà cháu phải đưa bạn này ra chỗ tập thể dục trước đã. Được. Núp cảnh sát là được. Tôi mất căn cước rồi. Không dính cảnh sát chú yên tâm. Nghe bọn cháu. Với cả là trong phố này chú yên tâm là cảnh sát không đuổi được bọn cháu. Ghê vậy. Ngoài phòng pháp luật luôn hả? Ê! Bà mẹ ơi! Ê! Đâu á? Alo. Tôi hỏi anh có phải là chương trình The Boy không á anh hả? Vâng anh. Có chạy taxi không nhỉ? Tại tôi cần một chiếc ở bãi gỗ á. Bãi gỗ à? Bãi gỗ anh đợi một tí nhá. Tí nữa khoảng 10 phút nữa có bạn khác bạn gọi cho anh nhá. Ok anh ơi, okay. Cảm ơn anh nhiều nhá. À, trời ơi. À, có ông tự nhiên ông gọi điện thoại á. Ủa? Ủa? Trông như ông chú chết rồi nhỉ? Chú ơi! Chú ơi! Chú ơi! Chú ơi! Chú sao chú? Ủa, vẫn còn trên xe hả? Vâng. Tưởng đâu ông chú ơi, nãy cậu mới đâm vô cái gì đúng không? Đó. Ui trời ơi. Đấy. Đó, mới đâm. Thôi, chú ở đây hả? Anh ra tính tiền cả anh ra ơi. Xuống ở đây luôn cho ngồi đi, sang chứng tâm lý quá. Anh trai à, nãy đi từ bãi gỗ xuống đúng không nhỉ? Đúng rồi đó, đúng rồi. Gỗ xuống đây em lấy 4 lốp nhá. Vâng. Ơ chú ơi. Ô chú chạy kìa. Chú ơi chú. Anh trai lên xe nhanh đi. Anh lại muốn đứng nữa anh. Ôi! Chú đi đâu ấy? Đi đâu ấy? À đi ói à? Mẹ đi ói chú chạy kinh thế. Anh ra xuống xe anh ra ơi. Ờ kìa, rồi sao ở đây? Ờ thì đấy. Đây với đây thì anh ra tập thể dục đúng không? Đúng. Ừ thì anh ra chạy từ đây ra đấy. Đúng. Em viết hóa đơn nhá. Cũng đúng. Ok, xong rồi anh ra. Ok anh ra nhá. Cảm ơn anh ra, anh ra thanh toán đấy nhá, không ngân hàng nó siết nợ đấy anh ra ạ. Em về bệnh viện anh nhé. Ok. Ông qua chú có về viện luôn không nhỉ? Ủa, tôi về công ty cậu mà. Ủa, nãy chú bảo về viện mà. Ừ. À, cháu đưa chú về bệnh viện nhá. Ok. Giết đố. Ủa cậu trẻ cậu về bệnh viện chi vậy thanh niên? Hả, sao chú? Cậu về bệnh viện chi vậy? Con mới bị sang chấn tâm lý chú à. À đúng rồi. Mới bị gần đây thôi. Đây chú. Ôi. Mới sang chấn tâm lý thêm lần nữa sao? Ô. Chết mẹ ông cảnh sát. Tiền đây biết bao tiền không? Chịu không? Ok. Hai sao đấy? Rồi cũng chưa vậy, cho tao xin tiền chú. Cũng chưa vậy. Tiền taxi. Ủa anh này lái taxi hả? À không phải. Tiền Ủa chú đi bệnh viện à? Chú vào bệnh viện đi. Vào này không ạ? Chú vào bệnh viện đi. 8 ấy ạ. Ủa vậy ạ? Ủa chú có đi bệnh viện không? Chú đi bệnh viện mà. Còn đi sửa phun nữa. 12 ngày hả? Ủa à? Chú có đi bệnh viện chú? Khoan gọi nàng cái. Hả? Anh này là anh đòi tiền gì? Cái gì đó? Alo. Alo. Nãy sao cậu chở tôi ra bệnh viện vậy? Chú ra cháu bảo chú. À. Tao xanh ra anh bảo này. Sao đấy anh? Cái tết ở mẹ và cái thằng Dobby này. Cái xe xe taxi đâu rồi? Quăng xe luôn hả anh? Đâu, đi, đấy. Về công ty gì? À, đúng rồi, về công ty, về công ty đúng, về công ty. Ủa đi đâu vậy? Đi lấy xe. Đi bỏ hả? Ủa xe đâu? Xe đây chú. Đây. Ủa. Ôi trời. Nhưng mà cháu bảo xe này hỏng rồi, chú về công ty đi. Cháu sẽ đưa cho một bạn khác đưa chú lên bãi gỗ. Xe khác xịn hơn, đẹp hơn, mới hơn. Ok cậu ơi. Ok chú nhá. Vậy giờ tụi tôi đi đâu? Là đi lên bãi gỗ. Tóc xanh này đi đâu nhở? Bây giờ bệnh viện mà. Ủa thì đấy là bệnh viện đấy. Chứ anh kêu em ra. À là mày ở đây à? À là em ở đây à? À vâng. À vâng. Thế thì tiến 4 lớp. 5 lớp luôn đi cho chẳng đi. Ok 5 lớp. Nó đi luôn đi là không có thu tiền rồi. À. Không rồi đấy. Vâng. Ok, bye bye. Anh cảm ơn nhá. Đi chú. Cao luôn. Giờ tôi về công ty đúng không? Vâng. Tôi về công ty. Ok. Ui da. Gì nhở? Cậu nghe gì không? Có. À, như ma chú ạ. Ủa cậu về công ty cậu sửa xe hả? Cháu về công ty cháu giao ca, cháu hết ca rồi, cháu bị lố mất 15 phút rồi. Nãy cậu kêu xe hư. Thì đúng, xe hư thì cháu phải giao ca để cháu lấy xe khác. À. Có bạn khác lấy. Ôi. Chú xuống đi, chú vào uống nước đi. À, chú vào đây. À, em để đâu anh? À đây mày vào đây, chú vào đây. Vâng. Ngồi ghế đi. Để em để lên bàn nhá. Chú ngồi ghế đi chú. Ủa. Đây cái hồ sơ CV em để đây em nhé. Sao anh thở ra rồi? Từ tao đang nhiều việc quá để tao xem lại mà. Mẹ chứ mày xấu thế. Anh chữ em uống công thư mà. Mẹ trông như thư pháp ấy. Mẹ làm sao cửa nó cứ mẹ làm đập ra đập vào thế nhở? Ui, nó theo đó. Nếu được nhận việc tôi hứa sẽ làm thật nhiều tiền và mang về lợi ích tích cực đến công ty vang danh cả thành phố. Mẹ àm cái lý do kiểu gì thế này? Mày biết công ty đang nợ không mà mẹ àm lấy đéo đâu ra thành lợi ích tích cực với cả là mẹ vang danh thành phố. Thì nợ đó mình mới làm được nhiều tiền, mình mới vang danh, mình đã hết nợ được chứ đúng anh. À đau hết cả đầu, từ đợi tao tí, tao đọc nốt cái bản tường trình của hai thằng này đã. Mẹ bà tự nhiên đéo dài thế. Tính người, anh sếp đẹp trai. Sao cậu đây vậy? Moi, đều nhu đều nhi. Viết bản tường trình về việc làm mất xe. Tôi đâu có xin việc. Đi hỏi em đi xin việc em đọc CV. Tôi đâu có xin việc đâu. Em đã chuộc lỗi lại lỗi lầm của mình bằng việc ngày hôm đấy chạy gấp đôi ca làm. Sau sự việc em mong sếp đẹp trai thông cảm và bỏ qua. Nếu lần sau làm mất xe, em xin được viết lại một bản tường trình khác và đền bù tiền tổn thất làm mất xe cho công ty. Sếp gọi em à sếp? Anh bàn giao lại hai khách này, anh giao ca mày luôn tại hơi muộn rồi. Mày chuyển hai khách này lên bãi gỗ cho anh nhá. Vâng. Chú này thì nãy chú đi về, xong rồi chú lại đi tiếp, thì cứ lấy chú 600 thôi, sức khỏe chú hơi yếu. Còn là khách này thì mới thì cứ tính giá đồng hồ từ công ty mình lên bãi gỗ nhá. Vâng, ok anh ơi. Ủa khách nào anh? Mày đấy, mày lên bãi gỗ mà. Em đi xin việc mà. Ủa? Sao mày lại xin việc? Em nộp CV, em xin việc mà. Không CV mày đâu? Đây à? Đi luôn ạ. Số đầu đâu anh? Cậu ơi, không sao chú? Sao tôi vô đây vậy? Thì chú bảo về công ty mà đúng không? Đúng rồi, nhưng mà cậu kia bảo là vô đây xin việc. Chú gọi taxi đúng không? Đúng rồi. Thì đấy, đúng rồi, chú gọi taxi về công ty. Chú đợi cháu tí. Alo. Alo. Anh sắp ship bánh nước lên cho anh, em sắp ship đó với ship. Đây, đang lên rồi nhá. 5 nước 5 bánh đúng không nhỉ? 10 nước 10 bánh. À 10 nước 10 bánh à, ok em nhá. Tao bảo mày đưa ông chú lên bãi gỗ, xong mày mua thêm cho tao 10 nước 10 bánh, mày ship lên trên kia có một đứa tóc trắng tên là Thảo nhá. Ok ạ. Lấy 75 đô một suất nhá. Ok em hiểu rồi. Đây, lên luôn đi, không người ta đợi.